Gì nặng dữ vậy trời? Cái 10 ký cái nhiêu? Thanh niên gì mà thấy quá à. Hồi đó hả, tôi còn ginh ha, gấp mấy lần như vậy, tôi có than vãn với ai đâu. Thôi không dám đâu. 10 ký chứ phải 1 ký. Hết biết à, thanh niên gì càng ngày càng tệ à. Không có làm ăn trò trống gì hết trơn á. Trống trống gì? Buôn bán gì đâu mà nói chuyện như bà hả? Kiểu gì cũng ế dài cổ chứ con. Ê ê ê ê, nói gì vậy? Cái thanh niên gì càng ngày càng tệ à. Anh Duy! Anh Duy! Ủa Lê! Em đi đâu vậy? Dạ, em thấy không có gì làm, là đi vòng vòng khu mình ở trọ nè, coi hoàn cảnh xung quanh đây như thế nào. Anh đi mua gạo rồi đó hả? Ở xa không anh? Em thấy anh xách có vẻ nặng quá vậy? Ờ, không có nặng lắm. Nhưng mà cái tiệm gạo nó xa lắc à. Anh xách về tới đây hả? Mỏi hết hai cái vai này nè. Thôi, thấy anh xách tội nghiệp quá à. Đây em xách giùm cho. Thôi, sao được. Nặng lắm. Anh xách mà còn nặng, em xách là sợi dai em luôn á. Đâu có gì đâu. Nhìn vậy thôi, chứ em mạnh lắm á nha. Với lại á, gần tới khu nhà trọ của mình rồi. Anh đi đây, em xách phụ cho, chứ thôi, nặng thôi. Lắm. Thôi, trời ơi. Em là con gái, liễu yếu đào tơ, vác mấy này sao nổi. Nhưng mà em làm nặng quen mà đúng không? Dạ, ở dưới quê á, em gánh lúa phụ má em hoài à. Nên cái bịch này với em á, nhẹ hiều, dễ dàng lắm. Với lại á, hai anh em mình ở chung khu phòng trọ với nhau, giúp đỡ qua lại, vậy mới vui chứ. Ờ, đây. Ha. Ờ, mà cũng hay ha. Anh với em mới lên Sài Gòn là quen nhau rồi, tự nhiên xong cái giờ mình ở chung. Nhận có duyên thiệt á. Em biết duyên gì không? Duyên trời định á. Cái anh này giỡn hoài à. Thôi mình đi về đi, chứ đợi chị Nga đợi lâu á, chỉ la bây giờ. Đi anh. Ờ à. À, à, Lê 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 thôi vô cho anh đi. Em xách phụ anh cho, có gì đâu. Thôi ở ngoài đường người ta nhìn vô, người ta cười anh á. Để em xách cho. Thấy chưa, em đã nói anh rồi, để em xách cho mà. Anh làm vô chứ hư chuyện hả? Thôi hốt lẹ vô đi. Đổ trơn rồi nè. Tự nhiên mới lên thành phố mà lại quen được cô gái xinh đẹp như vậy. Không biết có phải là mình may mắn quá không ta? Nhìn anh đẹp trai gì đâu á. Từ trước giờ cứ lửa thủi dưới quê, mình chưa từng gặp ai mà đẹp trai gì yêu tính như ảnh nữa. Ủa, Lê. Dạ. Em nghĩ sao em lên Sài Gòn vậy? Thân gái con mình em không sợ hả? Có gì đâu sợ anh. Ở dưới quê chán lắm. Suốt ngày chỉ trong nhà ra ngoài sân, rồi từ ngoài sân vô trong nhà. Với lại toàn làm việc nhà không à. Không kiếm tiền được nữa. Em thích lên Sài Gòn nè. Đi đây đi đó khắp nơi để biết với người ta. Với lại á, ở trên Sài Gòn này nè, em có ông anh mà, nên đâu có sợ gì đâu. Ủa, ông anh nào vậy? Ông anh đó là ông anh họ của em. Ông ở trên Sài Gòn này nè, nhưng mà ở xa lắm. Khi nào có chuyện gì cần thì mới gọi cho ổng. À, còn anh lên đây làm cái gì? Thì anh cũng giống em vậy đó. Nói chung là anh muốn có cái gì đó nó khác đi, chứ ở dưới quê cũng không biết phải làm gì. Nói như anh á, thì hai anh em mình là người đồng cảnh ngộ ha. Như vậy á, lên đây chân ướt chân ráo thì phải biết giúp đỡ, yêu thương nhau chứ. Gì? Yêu thương hả? Yêu thương nhau hả? À, ý của em á, yêu thương nhau là giống như là mình chưa ướt chân ráo lên đây thì cần có người quan tâm, lo lắng, chăm sóc, giúp nhau những lúc khó khăn á. Yêu thương là vậy á. Thôi hốt lẹ đi. Đi về mất công hả? Chị Nga chỉ nhận anh bực bội lắm. Đổ quá trời luôn, uổng ghê á. Anh hậu đậu ghê, phí phạm dễ sợ. Thôi mấy này dơ hết rồi, bỏ đi.
nhiêu đây được rồi. Bỏ hết hả? Buồn phí lắm á. Trời phí gì, mấy này dơ sao mình ăn được. Vợ mình không ăn, chim nó cũng xuống nó ăn à. Nhiêu đây đủ rồi. Lấy anh sợi dây. Cái gì kỳ vậy Duy? Sao gạo toàn là sạn đen không vậy? Sao nãy mua gạo sạch mà trắng lắm mà ta. Để em lựa lại coi. Nhờ có tí xíu à, cũng nên thân á. Trời thì xí xá đi. Công em đi bộ gần 3 cây số chứ bộ. Thì rút kinh nghiệm, lần sau vĩnh biệt tiệm nó luôn. Chắc có lần sau à. Chị Nga, hồi nãy á, nhìn anh Duy khệ nệ khiêng gạo về, em thấy tội nghiệp ảnh luôn á. Tiệm gạo xa lắm. Đó, hay thấy chưa? Em có nói xạo hay đâu. Thôi được rồi, do gạo đi, chị nấu cơm. Hai. Em mệt quá rồi, cho em nghỉ một chút nha. Thôi lên nghỉ đi, lên trên gác ngủ, để dưới đây cho tụi nữ người ta làm. Chị có hai là hiểu em nhất. Hai em nghỉ nha, chừng nào... Chừng nào cơm chín chị gọi xuống ăn. Dạ. Đàn ông lưng dài vai rộng, hỏi cái chút là than, hỏi cái chút là than, bực bội gì đâu. Hai đứa. Dạ. Chị tính bàn với hai đứa chuyện này được không? Chuyện gì vậy chị? Có chuyện gì chị Nga nói đi. Mình là chị em ở chung phòng với nhau mà, nói ra để bàn bạc với nhau. Chị tính như vậy. Như là chị em mình nó là dân tứ xứ, mình lên đây làm chủ yếu là mình gửi tiền về quê. Thôi giờ mình cũng ở chung với nhau rồi, ấy chị em mình góp gạo thổi cơm chung đi. Rồi về chia nhau đi chợ. Thì mình cứ lên lịch trước một tuần mình ăn món gì thì mình lên lịch. Như vậy thì hay quá, em thấy ý kiến của chị hay đó. Em thấy chị Nga nói đúng á. Chị em mình mỗi người hùng lại một chút tiền để đi chợ chung. Như vậy tiết kiệm được chi phí nhiều lắm á. Em đồng ý hai tay hai chân luôn á. Vậy là hai đứa chịu ý kiến của chị rồi ha. Dạ. Vậy có gì ngày mai chị đi chợ. Thôi bây giờ vậy nè, để đó đi, chị làm cho hai đứa cũng nghỉ đi. Thôi để em phụ chị. Với lại có gì ngày mai em đi chợ cho, mốt mà tới lê. Dạ, em đồng ý. Thôi, bây giờ hai đứa nghỉ đi, để đó chị làm cho. Hôm nay ngày đầu á, mình cũng hơi bộn bệ tí xíu. Cứ ra rau này nè, chị luộc lên. Cái luộc trứng vịt á, cái mình dầm mình chấm. Còn nước canh á, cái mình nêm nếm, mình chan, mình húp đại đi. Rồi ngày mai mình tính tiếp, ha. Dạ. Thấy ăn vậy là thịnh soạn lắm rồi đó chị. Chứ giờ em đói muốn chết nè. Ăn gì cũng ngon á. Chị cho em ăn cháo riều với mầm đá cũng ngon nữa. Để em phụ chị một tay chứ để chị làm mình sao được. Thôi hai đứa cứ nghỉ đi, để đó chị làm cho. Người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba người cùng làm là xong liền à. Trời đất ơi. Mày đặt làm thơ nữa à. Thôi được rồi, mấy cái này mình ăn đạm bạc mà, để đó chị làm cho 5-3 phút là xong. Nè, ba người nói nhỏ nhỏ chút coi, cho tao ngủ với. Không biết dạo này công việc của Lê với anh Lương sao rồi nữa. Sao ít khi thấy gọi điện về quá. Không biết Lê làm có cực lắm không nữa. Alo, anh Lương hả? Em nghe nè. Em hả? Em đang làm gì đó? Em có khỏe không? Dạ, em cũng khỏe. Lê sao rồi? Có tìm được phòng trọ chưa anh? Lê ở chung với một nhóm bạn cùng công ty. Vậy là tốt rồi. Em cứ lo, nó sẽ không quen, sẽ không hay nữa. May mà có anh. Dạo này á, công việc của anh hơi bận quá, cho nên á, anh không thường xuyên gọi về hỏi thăm em được. Em đừng giận anh nha. Có gì đâu anh, em biết công việc của anh mà. Nhờ anh để ý Lê giùm em nha. Anh sẽ luôn để ý tới Lê, em cứ an tâm. Mà nè, em đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó nha. Dạ, em biết rồi mà, anh cũng giữ gìn sức khỏe đó. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thôi em không nghỉ ngơi đi, còn chuyện của Lê đó, em cứ
cứ an tâm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em nghe. Em tốt bụng quá. Đâu có gì đâu anh. Sẵn tiện tay nên em giúp anh luôn. Phải chi mà ngày nào cũng có người tốt với anh vậy thì hay biết mấy. Nếu như anh Duy muốn á thì mỗi ngày em sẽ giúp cho anh. Mình là anh em ở chung một nhà với lại chung một phòng luôn mà. Thôi vậy phiền em lắm. Có gì đâu mà phiền anh. Giúp qua giúp lại mới vui chứ. Em nói cũng đúng. Vậy mốt có gì cần anh nhờ em nha. Để em phụ với chị. Bữa nay anh luôn ở lại ăn cơm chiều với gia đình em luôn nha. Nhưng mà anh mới vừa ăn ké đây xong mà. À, đó là cơm chiều, còn bữa tối nữa mà. Nhà bây giờ chỉ còn có hai anh em mà. Ăn cơm vậy buồn lắm. Nhận lời đi anh. Nhóc con đã lên tiếng năn nỉ vậy rồi. Ông ở lại đi. Chứ không thôi tối nay có người mặc bí xị nguyên đêm. Anh hai. Nhanh luôn. Thôi được rồi. Chắc anh lại tiếp tục ăn ké nhà một lần nữa rồi. Không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Anh ở lại là em vui lắm. Thôi bây giờ để em xuống bếp nói chuyện người làm chuẩn bị thức ăn nha. Nè, lên phòng tôi đi. Có gì muốn bàn với ông? Lê. Dạ. Phòng này em nổi bật nhất á. Ý, có cơm hả? Hên quá, bụng anh đánh trống nãy giờ. Anh ráng đợi tí xíu đi, 5 phút nữa có cơm ăn liền á. Được. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Xuống đây phụ mỗi người tay cho nó nhanh. Chứ nằm suốt ở trên đó không à. Nói nghe ông Duy. Hay làm ơn đừng nói xấu em được không? Em đâu đến nỗi tệ vậy đâu. Hai thấy đó, phòng trọ này nó nhỏ như cái lỗ mũi vậy. Đi tới chút cũng đụng ha, đi lui cái cũng đụng. Bây giờ em làm mà phiền hơn á. Hai đồng ý không? Hai công đồng nhận ý. Không? Công nhận là lý luận hay quá à. Nhà mình có ba người đẹp, rồi còn đám đang nữa. Chẳng lẽ ba người làm luôn phòng em cũng được sao? Hay quá ha, dẻo miệng ghê không. Khen ba chị em mình đẹp kìa. Đặng làm luôn cho công việc của nó đó. Thôi đi, hai lúc nào cũng khó khăn với em. Hai nhìn Lê kìa, giúp em mà không có than vãn một câu. Mặt cơ thì lúc nào cũng tươi như hoa vậy. Lê giống như là nàng tiên ốc của em vậy á. Cái gì? Nàng tiên ốc hả? Ừ. Phòng này á, Lê là nổi bật nhất. Cho nên em nói Lê là nàng tiên ốc của em là đúng rồi. Anh Duy đừng có nói vậy, là em ngại lắm. Gì? Anh chỉ nói sự thật thôi. Em không tin hả? Em không biết. Wow, bữa nay có đồ ăn ngon rồi nha. Công nhận anh Mạnh nấu á, nó số 1. Cái gì ngày nào cũng nghe câu này thì chán vậy, có cái nào khác hơn không? Anh Mạnh thông cảm đi. Thằng này á, nó có bệnh định từ nhỏ rồi. Có bệnh định ha, để anh chị. Rồi, mày nói xấu người khác hoài. Tao nịnh kệ tao. Anh Mạnh nè. Ừ? Mà anh trị cái tật mà nịnh của nó bằng cách nào vậy anh Mạnh? Thì nếu nó nịnh nữa thì anh cho nó nhịn chứ sao. Trời ơi, nói lời chân thành mà còn bị bỏ đói. Ngoan hơn thị kính nữa. Thôi hai đứa coi dọn cơm đi. Anh qua đây một chút về rồi ăn luôn nha. Ủa? Anh đi đâu vậy? Tới giờ cơm rồi. Thì có mấy công nhân của xưởng mình đó, ở gần đây nè. Anh qua bển xem họ có cần giúp gì không nha.
thôi. Giỡn gì giỡn chứ đừng có quá đà biết chưa. Cái gì quá đà hai? Vui là chính mà. Vui vui chứ cũng đừng quá trớn. Cái gì nó cũng có giới hạn hết á. Rồi rồi biết rồi. Xin chào. Ủa dạ chà, anh mới qua chơi. Mọi người đang chuẩn bị cơm chiều hả? Dạ anh ngồi đi. Cảm ơn, cứ tự nhiên đi. Dạ. Cũng sớm tụ quá ha. Dạ ăn đạm bạc mà anh. Ghép với nhau á có gì bất tiện không? Dạ không, mấy chị em biết nhau thấy cũng hợp tính lắm, cũng vui. Vậy thì ổn rồi. Tôi cứ nghĩ là mọi người không quen. Dạ tụi em là dân quê mà, lên đây làm công nhân có chỗ ở như vậy để tiện đi lại, chứ tụi em không dám đòi hỏi gì thêm đâu. Em thấy ở vậy là sạch sẽ thoải mái hả chị ha? Mọi người nói vậy á thì tôi yên tâm rồi. Nếu có cần gì giúp đỡ thì cứ nói với tôi nha. Dạ mới lên vậy chắc là phải làm phiền anh nhiều lắm á. Có gì đâu mà phiền chứ. Nè tôi nói cho mọi người biết, khu này á tuy là rất an ninh nhưng mà khi ra ngoài á phải khóa cửa cẩn thận, mình đừng có gửi lòng tham cho mọi người. Dạ tụi em biết rồi, tuy là tụi em không có tài sản gì quý giá hết á nhưng mà sẽ cẩn thận. Dạ sẵn anh qua đây thôi, mời anh ăn cơm luôn cho vui. Đúng rồi đấy. Thôi được rồi, mọi người tự nhiên đi, tôi có nấu cơm bên kia rồi, anh em bên phòng đang chờ. Dạ vậy dịp khác mời anh vậy. Đừng có khách sáo như vậy. No quá à. Ăn cơm với học dịch luộc mà cũng ngon, đúng là đang đói có khác. Chưa đâu, từ từ á rồi sẽ thấy quen thôi. Quen gì quen, bây giờ em chỉ thấy mệt thôi. Trai tráng thanh niên gì hở cái than hở cái thở à. Mệt quá, giờ no rồi, giờ tới buồn ngủ nè. Tối nay em ngủ đâu hai? Em ngủ ở đây thì không có tiện lắm, mà ba chị em gái chị mà lên trên đó ngủ thì nó lại chật nữa. Mà để em ngủ một mình trên gác vậy, em đâu phải ông hoàng đâu. Thôi để từ từ chị kiếm cách chị tính coi. Thôi được rồi, Nga không cần phải lo đâu, cứ để Duy á qua phòng tôi là được rồi. Dạ có phiền anh lắm không, tại em cũng thấy ngại quá. Có gì đâu mà ngại chứ, cứ để Duy qua đó đi, vẫn còn mấy anh em vui lắm. Phòng này dành cho nữ là hợp lý rồi. Dạ vậy anh cho em gửi nó qua anh đó với nha. Được rồi, vậy em qua liền luôn nha. Đi thôi được rồi, mọi người ăn rồi cứ nghỉ ngơi đi ha, gặp lại sau. Đi dạ. Nghe hai. Đi đi, chúc chị dọn đồ qua cho. Dạ. Chị, anh Mạnh anh tốt quá chị ha. Không biết anh có bạn gái chưa nữa. Cái gì vậy Mỹ Xuyên? Trời đất ơi, có ý gì với người ta không mà khen người ta dữ vậy? Chị, không có. Ý của em là anh Mạnh anh tốt như vậy á thì ai mà làm bạn gái hay làm vợ của anh á chắc là hạnh phúc lắm. Chứ em còn nít mà quen gì. Biết vậy là tốt. Hai đứa nghe chị dặn nè, chị em mình á lỡ dưới quê lên nhiều khi mình không có rành được trên này đâu, chứ không biết được lòng người nữa. Cái gì á mình cũng phải ráng giữ thân mình, có chuyện gì hả hối hận không kịp á, biết chưa? Dạ em biết rồi tuân lệnh. Dạ em cũng biết rồi, gặp được chị á là may mắn nhất của em á. Chị cũng may mắn gặp hai tụi em luôn á. Thôi dọn cơm đi chứ. Công ty tệ nhất là khi xuất hiện những thành phần đội trên đạp dưới. Những người này họ luôn ra sức nên bỡ sếp, nhưng mà lại luôn hà khắc với công nhân. Họ chính là những nhân tố cản trở sự phát triển của công ty đó. Vậy bây giờ ông định xử lý như thế nào? Hiện tại tôi chưa thể ra mặt được, cho nên cứ từ từ cái đã. Với lại tôi muốn cho hắn ta cơ hội để sửa đổi. Không ngờ ông mới đi làm việc ngày đầu tiên à, mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có người tìm ông kìa. Vô đi. Thay màn chuyện gì mà lâu quá vậy? Thức ăn chuẩn bị xong hết rồi đó. Thì chuyện đàn ông mà, làm sao hiểu được chứ. Uổng công em chuẩn bị thức ăn ngon cho hai anh, mà hai người cho em chờ dài cổ. Được rồi, tuân lệnh nhóc con, tôi xuống liền được chưa? Anh đi xuống với em đi, đừng có đứng đây rảnh hoài, cả ngày cũng không hết chuyện đâu. Đi anh. Thôi mình đi. Hôm nay ông ở đây quan trọng nhất đó.
Ừ Xiên. Dạ. Sao em có ý định đi lên thành phố làm vậy? Chị thấy tuổi của em á là tuổi còn đi học mà. Với lại em vừa thông minh, thẳng thắn mà nhanh nhẹn nữa. Dạ, thật ra thì em vừa tốt nghiệp lớp 12. Trời, chị Xuyên giỏi quá vậy. Vậy sao chị không đi học tiếp? Chị cũng muốn lắm, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nên là chị không thể tiếp tục được. Em có ý định học lên đại học luôn á hả? Dạ, em mơ ước được thi vô đại học ngành quản trị kinh doanh. Nhưng mà mùa vừa rồi, tôm của ba em bị ô nhiễm nên là chết hết trơn luôn. Nhà em giờ khó khăn lắm, nợ ngân hàng nữa, nên là em phải tạm gác lại việc học của mình. Em thấy ba mẹ em buồn vì không lo cho em đi học tiếp. Em cũng đau lòng lắm. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ em đi làm, em cố gắng dành chụm tiền, rồi em sẽ tiếp tục học đại học. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em có ý chí như vậy á, chị nể phục em lắm á. Không có giống như thằng Ghi nhà chị, đàn ông con trai gì mà ham chơi hơn là ham làm. Bởi vậy, nhiều khi chị nhìn nó, chị không muốn nói gì hết trơn trời. Bởi vậy người ta nói đúng, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Em thấy á, đi làm công nhân cũng tốt mà. Làm từ từ á, thì lương sẽ cao hơn nè, đời sống của mình cũng sẽ khả quan hơn. Với lại nha, nghe nói á, làm lâu năm á, còn được hưởng nhiều ưu đãi của công ty nữa đó. Biết là như vậy rồi, nhưng mà lương lên á, thì hả chậm như rồ vậy đó. Mà nhu cầu tiêu xài á thì chớp mắt một cái là tới. Chờ lương lên theo kịp giá, lúc đó chắc dài cái cổ luôn. Muốn vậy á thì mình làm nhiều hơn, làm ra nhiều sản phẩm hơn thì lương sẽ cao hơn, đúng không chị? Ừ, mình làm nhiều thì mình sẽ hưởng nhiều. Tụi mình cố gắng làm thêm đi, rồi cuộc sống sau này sẽ ổn thôi. Chị tin là vậy. Ừ, em cũng tin là vậy đó. Mà không phải là ba chị em mình đâu không đâu. Có cả anh Duy nữa. Càng ngày anh sẽ càng giỏi hơn nè. Công việc của anh sẽ ổn định hơn. Lúc đó chị Nga không có buồn nữa. Lần đầu tiên chị mới nghe có người khen thằng Duy như vậy á. Nhưng mà chị cũng hy vọng là nó sẽ được như vậy. Em chỉ nói vậy thôi. Mấy chị đừng có hiểu lầm nha. Em với anh Duy không có gì đâu á. Thì tụi chị đâu có nghĩ là em với thằng Duy có gì đâu. Nhưng mà chị nói thiệt nha, thằng Duy mà được em thương á là còn nói gì nữa. Nó bây giờ có nước quỷ thương nó. Mấy chị kỳ quá à. Tự nhiên nói anh Duy vậy à. Làm gì nhìn em dữ vậy? Tại vì em thấy anh Duy đâu tới nỗi tệ với mấy chị nói đâu. Giặt đồ đi. Âm xong khỏe thiệt. Ủa mọi người đâu hết rồi anh Mạnh? Tụi nó đi chơi hết rồi. Giờ này là giờ đi chơi mà. Trời, làm cả ngày rồi bộ mấy ổng không mệt sao còn đi chơi? Tại em mới làm nên thấy vậy. Hồi tụi đó mới lên cũng vậy đó, nhưng bây giờ thì quen rồi, đi chơi cả đêm cũng không thấy mệt. Vậy hả? Ừ. Vậy thôi em cũng ráng tham gia với mấy ổng cho vui nghe. Rồi không được nha, Sài Gòn này nhiều cạm bẫy lắm, em nên ở nhà thì tốt hơn nha. Dạ. Mà Duy nè. Dạ. Nghe nói em và Nga ở miền Tây lên hả? Dạ đúng rồi, có gì không anh? Anh chỉ hỏi vậy thôi, mà sao hai chị em lại lên đây? Nghe nói miền Tây đang bị lũ lụt phải không? Quê em nghèo lắm, bão với lũ cứ kéo về hoài à. Mùa màng thì thất bát liên tục. Bởi cho nên em với chị em mới tìm lên đây kiếm tiền nữa nè. Vậy sao? Dạ. Nhưng mà anh nhắc đó, thấy tội nghiệp chị em lắm. Số chị đã cực rồi, mà còn gặp một ông chồng không có ra gì nữa. Vậy hả? Nói chung á, chuyện nó dài dòng lắm. Anh chỉ cần biết là em có một ông anh rể, không có đáng mặt đàn ông. Làm chồng mà không có lo được cho vợ, đã vậy còn làm khổ vợ nữa. Anh lo ăn nhiều vô, đừng có khách sáo nha. Anh ruột của mình á, cứ bỏ bơ bơ vậy nè, chăm chăm cho người dân nè.
Chuyện có vậy thôi mà anh cũng ganh tị nữa. Anh Luân anh là khách nên em gấp thức ăn chảnh là chuyện bình thường. Còn anh hai tự lo được mà. Em đi chăm sóc khách của em đi. Đúng là khỏi trang quên đèn, có người mới là quên người cũ liền vậy đó. Anh hai nè. Nè, thầy cũng ăn đi, đừng mày cũng khổ quá hả? Chứ còn gì nữa. Nói thiệt nha, em không có ưa cái thằng cha anh rể đó chút nào hết trơn. Vậy sao? Hồi xưa á, lúc mà chưa có chuyện là ổng đã khó rồi. Trời ơi, tới chừng mà có chuyện xảy ra hả, ổng còn khó hơn nữa. À, ra là vậy. Tại anh không biết á, từ lúc mà gặp chuyện xảy ra hả, chả giống như người khác vậy. Suốt ngày cứ nhậu hoài à. Rồi mà không nhậu cái hả, quay qua cái chửi gì Nga. Như vậy anh ấy không hiểu được nỗi khổ của vợ mình sao? Trời, chả mà hiểu thì còn gì để nói nữa. Mà em nói nghe, chả là hên đó, chả gặp được chị Nga. Chứ mà gặp người khác hả, người ta bỏ từ đời nào rồi. Không đâu, Nga là người tốt, không có tùy tiện bỏ chồng vậy đâu. Thì đó, đó thấy không, em mới vừa nói thôi. Anh cũng mới gặp là anh cũng thấy chị Nga là người tốt rồi. Bởi cái thằng cha đó có phước mà không biết hưởng. Biết đâu Nga bỏ lên thành phố một thời gian rồi anh ấy sẽ thay đổi. Thôi thôi không dám đâu. Ai thì em tin. Chứ cái thằng cha nội đó hả, không được đâu. Cái tính giả ngang tàn, không có đổi được. Còn em, sắp tới tính ra sao, làm gì? Thì này em cũng chưa biết nữa. Nhưng mà nói thiệt nha, em không khoái làm công nhân đâu. Cực quá à. Mà anh thấy thân em rồi đó, yếu xìu. Vậy nói anh nghe, em muốn làm gì? Em thích học nghề. Vậy nó nhàn hơn. Nhưng mà kẹt là em không có tiền. Nếu em có ý chí, quyết tâm như vậy thì anh sẽ cố giúp. Anh nói thiệt không? Ừ. Trời, nếu vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Đã đến đây, tất cả đều là anh em. Đừng có khách sáo như vậy, anh không thích đâu. Trời ơi, thì nói gì nói anh cũng phải cho em công nhận anh là người tốt chứ. Phải chi mà em có người anh giống như anh thì tốt biết mấy. Nếu vậy thì em hãy xem anh là anh trai của mình. Quyết định vậy nha. Anh chạy xe về cẩn thận nha. Anh biết rồi, cảm ơn em. Khi nào anh về tới nhà nhớ gọi điện thoại cho em biết để em yên tâm. Cảm ơn em nha, chúc em ngủ ngon. Anh Luân. Khi nào anh rảnh á, anh nhớ thường xuyên tới nhà em chơi nha. Ba em đi rồi nên em ở nhà một mình buồn lắm. Chị Nga, sao chị chưa ngủ nữa? Không biết bây giờ mấy đứa nhỏ nhà chị nó ngủ chưa nữa. Tội nghiệp, từ nhỏ tới giờ đâu có bao giờ xa chị đâu. Em cũng nhớ chị hai của em nữa. Giờ này á, chắc chị đang lo cho em dữ lắm. Chị em của tụi mình á, vì mưu sinh mà phải xa người thân, xa gia đình. Nghĩ tới đó sao chị cảm thấy buồn quá à? Chẳng lẽ số phận của mỗi người đã được ông trời định sẵn từ trước sao em? Nhưng mà nếu cứ bám lấy ở dưới quê thì khó sống lắm. Cuộc sống thì ngày một khó khăn. Lên thành phố mới mong dễ kiếm việc kiếm tiền thôi. Em cũng nghĩ vậy á, nên em mới xin chị em cho em lên Sài Gòn. Em phải cố gắng đi làm kiếm tiền nữa. Vậy thì ba chị em của tụi mình phải cố gắng quyết tâm làm việc thật nhiều để gửi tiền về quê. Đó cũng là quyết tâm của em. Thôi, em ở đây ngủ luôn đi, leo lên leo xuống làm chi cho nó mệt. Thank you.
Thế Linh, nhắm mắt ngủ đi con, rồi mai con đi học nữa. Mẹ đi chừng nào về hả ba? Con nhớ mẹ lắm. Thôi lo ngủ đi, mai mốt mẹ về. Con nít mà hỏi nhiều quá. Nhưng con nhớ mẹ. Ba kêu mẹ về với con đi. Biết cái đâu mà kêu. Đừng có nhớ mẹ mà sẽ đi lên thành phố kèm đi. Mẹ ơi, mẹ. Bây giờ mày muốn về, muốn ăn đòn trước khi ngủ phải không? Con nhớ mẹ lắm. Tao đã nói là không biết mẹ đâu hết trơn mà. Cần sự bình yên chút xíu nhắc mẹ nó tôi đi lên bây giờ nè. Mẹ ơi. Con chỗ này. Bây giờ sao? Chị em nào xuống ngủ không? Hay tao quăng ra đường xe cho mày bắt hai đứa đi. Bân ơi, khuya lắm rồi. Còn hai đứa kia, ngủ đi con. Nói là ngủ đi con. Các con giờ đã ngủ chưa? Có nhớ mẹ không? Các con hiểu cho mẹ, mẹ cũng không muốn xa các con, nhưng vì hoàn cảnh đành xa nhau một thời gian vậy. Anh Bân ơi, hôm nay anh có uống rượu không? Em chỉ mong anh như ngày xưa, yêu vợ thương con. Em sẽ làm tất cả để gia đình mình hạnh phúc như trước. Em cầu mong anh có sức khỏe để chăm sóc hai con. Em... Chị ơi, bán một chai Dr. Thanh. Nói cho mày thấy luôn. Thiệt luôn. Nói. Ê, thằng Duy kìa. Ê. Đứng lại. Hai ngủ gì? Muốn gì hả? Chà, giống như người có tiền. Có tiền rồi, trả tụi tao đi. Trả tiền trả cái gì? Tôi thiếu gì mà trả? Thiếu hả? Mày đánh cờ tướng, thiếu tao ba chai. Ba chai á, mày tưởng mày lên Sài Gòn á, mày làm việc á, tưởng tao kiếm con mày không được hả? Mày định trốn tụi tao hả? Mau trả tiền tụi tao. Nếu không trả, mày đừng có trách tao gây tai nạn nghe chưa. Bây giờ mày muốn trả tiền, hai tụi tao quánh mày chèm bẹp luôn. Nè, bây giờ hai người muốn làm gì tôi? Mày luôn á. Có tin là tôi la lên không? Mày la đi. Ngồi mày la đi. Mày la lớn ra đi. Mày la lớn đi coi tao nghe. Bới người ta đi. Bới người ta. Nè, mày nghe tao la nè. Bới người ta. Mày la như vậy đó. Bây giờ mày có trả tiền tụi tao không? Trả mày. Thì từ từ. Để kiếm con có tiền không cái đã. Đợi chút. Nhanh mày. Có tiền tập không? Tập nhanh lên. Để chút. Mày không có tiền bắt tụi tao đợi hả? Đợi đi mày. Mày đợi hả? Con đứa dây. Là mờ thôi hả?
Hai đứa. Đây. Hình như nãy anh nghe thằng Duy nó la gì cứu cứu phải không? Hai đứa có nghe không? Dạ em cũng nghe. Hình như nó mớ anh ơi. Đừng nói thằng này nó còn bị bệnh đá dầm nha. Kiểu này chắc xong anh em tụi mình rồi. Không phải đâu. Chai nước. Tại chai nước. May quá. Ương đang ngủ chung. Xong rồi, đi tụi cưng. Đưa chị cái giỏ. Ủa chị, mình không đợi anh Duy đi chung luôn hả chị? Cái thằng này dưới quê nó hay ngủ nướng lắm. Chắc giờ này chưa dậy đâu. Không biết chú anh Mạnh có kêu nó dậy giùm không nữa. Thôi tụi mình cứ đi đi. Chị ơi, hay là hai chị đi trước đi. Em ở lại đợi anh Duy, rồi lát em đi chung với anh Duy luôn. Vậy cũng được. Em nhớ hối anh Duy nhanh nhanh nha. Chứ mất công đi làm trễ, cho Phúc trái cầu nhậu. Em biết rồi, hai chị đi trước đi. Anh em sao lạ quá vậy? Thôi, kệ tụi nó đi. Đi. Nhớ đóng cửa nha. Dạ. Duy, vậy đó Duy. Duy, vậy đi làm trễ giờ rồi kìa. Anh đã bảo dậy đi, đi làm, trễ giờ rồi. Hồi nãy la cái gì vậy? Rồi bây giờ lại nằm nướng. Mẹ, em ngủ chung nữa đi, em buồn ngủ quá. Anh à, chắc nó mới lên nó chưa quen đó. Thôi anh đợi nó đi ha. Em đi trước đây nha. Ừ, được rồi, em dạ. Cứ đi trước đi nha. Dạ. Em mà cứ nằm nướng như thế này á, quản đốc Phú sẽ đuổi việc em. Ông ấy rất là khó với công nhân. Trời. Nhanh. Đang ngủ ngon à. Nghe nhắc cái tên nó cũng tỉnh ngủ luôn à. Mà sưởng gì? Tự nhiên xuất hiện cái thằng Tha ôn thần. Thấy ghét. Làm cái gì cũng vừa lòng ổng trơn. Anh ấy á, hồi trước giờ vẫn vậy mà. Thôi, đi tắm đi thay đồ. Cái quần ướt rồi kìa. Vậy gì? Em chỉ sợ ổng trước mặt thôi. Còn sau lưng ổng hả? Đừng có hòng. Nè, nói anh nghe. Khi nãy nằm mơ thấy ác mộng hay gì la dữ vậy? Có đâu. Mộng gì? Thôi, mình là công nhân chứ không phải là công tử. Mau. Anh. Anh. Ông Phú á, ông lại gây hấn với anh hả? Cô không có gì đâu. Ông chỉ hăm dọa vài câu thôi à. Mà thiệt tình á, em cũng không hiểu tại sao công ty thuê em làm nhân viên luôn á. Ổng cứ gây xích mích với công nhân hoài à. Vậy cũng ảnh hưởng đến công ty mà. Em cũng nghĩ vậy nữa hả? Dạ. Thì em thấy á, nếu mà công ty muốn hoạt động tốt thì phải có một đội ngũ nhân viên làm việc hết mình nè. Công nhân cũng vậy. Gặp ổng, ổng cứ làm mọi người mất lòng hoài à. Ảnh hưởng gì đâu. Không ngờ em suy nghĩ sâu sắc vậy đó. Thôi tới giờ tăng ca rồi kìa. Dạ. Anh đi nghỉ đi. Nếu được bồi dưỡng thì chắc là Mỹ Xuyên sẽ làm được nhiều việc khác. Chị Nga, chị với Lê về nhà trước đi. Em ghé chợ đi chợ rồi về. Ừ, vậy em đi từ từ thôi nha. Chị về chị bắt nồi cơm trước. Dạ. Đi. Ê mà khoan đã. Dạ. Mua cái gì dễ dễ nấu một chút nha. Em biết rồi. Ừ. Anh nghe nè. Có gì không em? À, anh cũng vừa được nghỉ. Sao, có gì không? Không được rồi. Tại vì chút nữa anh có việc. Anh có việc quan trọng lắm. Thôi, em chịu khó ăn một mình nha. Ừ, được rồi. Chiều anh hứa anh sẽ về ăn cơm với em. Để ha.
Chị ơi, nắm này như một làng hả chị? Mua đi chị. Rau hôm nay tươi ngon lắm á chị. Mua giùm đi, em bán rẻ cho. Rau ngon mà bán rẻ, cái chuyện này hiếm lắm mà nha. Hàng về nhiều nên dội chợ, em bán rẻ cho chị. Chị Chính nói vậy không có vui đâu nha. Thôi, chị khỏi có giới thiệu. Đồ ngon tôi không có mua đâu, mà tôi mua đồ hôm qua là được rồi. Sao vậy chị? Trời ơi, sao chị nhiều chuyện quá vậy? Cái chuyện của tôi thì tôi lo, còn cái chuyện của chị là chị lo. Coi như là bây giờ chị phải lo mọi thứ. Một thứ là 30 kg, cải bẹ xanh nè, cải bẹ trắng nè, rau má nè. Rồi chị phải đem về sớm cho nhà máy cho tôi. Mần ăn cái gì mà lê mê gì. Đi chợ như chị Chính kiểu này hả? Chắc dư lắm ha. Trời đất ơi, chị có biết cái gì ở trong nhà máy đâu mà chị nói dư, chị nói thiếu. Chị biết không, công nhân mỗi một ngày ra 15.000. Biết cái gì mà dư mà thiếu. Chị nói ăn cho công nhân mà không chút lương tâm nào hết vậy? Rõ ràng công ty thông báo là số ăn công nhân một ngày 30.000 mà. Ủa, mày là ai vậy? Mà mày dám gieo nhiều chuyện của tao? Mày nhiều chuyện phải không? À, thì ra mày là con nhỏ công nhân mới vô hả? Mày nhiều chuyện hả mày? Mày coi chuyện tao nha. Tôi thấy bất bình nên tôi lên tiếng thôi. Cái chuyện gì bất bình? Mà tao nói mày không được nhiều chuyện, nghe chưa? Chị đó, chị đi chợ nó cho công nhân mà chị chọn thực phẩm không an toàn, không đảm bảo vệ sinh, vậy chị có lương tâm không? Sao không lương tâm? Mà tao nói với mày rồi nha, mày xía vào cái chuyện của tao đó hả, làm mày chết với tao á, tao nói cho mày biết. Rõ ràng là chị sai như vậy mà chị còn hù dọa tôi nữa hả? Tao hù dọa mày rồi mày làm gì tao? Chị, mày á nha, tao nói cho mày biết nha, tao nấu ăn cho công nhân này bao nhiêu năm trời chưa có ai phàn nàn gì tao hết trơn. Mày mới vô mà mày đặt khua môi ngúa mỏ hả? Tao giẫm mày à. Nếu chị nói ăn đàng hoàng thì tôi đâu cần phải làm như vậy đâu. Không phải chị muốn xin lời mua đồ hả, ế đồ thừa cho công nhân hả? Mày sao? Mày vô chuyện hả? Bữa nay tao phải cho một bài học. Cho mày bài học cho mày. Cho mày bài học cho mày, cho mày biết cho mày. Chị đừng có tưởng gì hâm dở tôi sợ. Thôi, có chuyện gì? Tôi cái này với quản đốc đó. Chuyện từ từ nói, làm gì gây nhau giữa chợ vậy? Thôi, mở đi cưng ơi. Mình là con gái mà, gây lộn với chợ đâu có hay ho gì đâu cưng. Nhưng mà mấy chị, người mà nói tôi kêu bảo vệ chợ tới nghe. Coi như là lần này mày hên đó ha. Có người can, nếu không có người can đó hả, lần sau nữa là mày sẽ biết tay tao. Còn ba, giao hàng sống cho tôi. Dạ. Chị, bỏ đi cưng ơi. Tôi không ngờ chị là người vô lương tâm như vậy. Mệt ghê. Đứng cả buổi muốn chón váng luôn. Nè, anh đi uống nước đi. Cảm ơn em. Đứng cả ngày ai cũng mệt mà, chân tay rã rời, đâu có riêng mình anh đâu. Ừ, uống nước xong á anh nằm nghỉ đi, đợi chị Xuyên đi chợ về nấu cơm ăn liền. Ừ. Anh nóng được không? Ừ. Để em quạt cho anh. Thôi, được rồi. Em làm gì anh ngại đó. Bộ anh giống nít lắm hả? Em đi làm cũng mệt mà, em nằm nghỉ đi. Vậy thôi, vậy để em vô phụ chị Nga. Trời ơi, cái gì? Chị Xuyên đi chợ chứ về, có gì đâu phụ. Mấy cái nấu cơm này để chị Nga làm được rồi, em nghỉ đi. Quá đã nói là cứ nghỉ đi, chiều em còn đi làm em phải dưỡng sức chứ. À, anh hỏi nè, em thấy làm công nhân ở hãng giày nó sao? Chứ anh thấy ngán quá. Thì bây giờ mình phải ráng làm chứ anh, không làm ở đó biết làm ở đâu. Đó, thấy không, làm mới có mấy ngày à mà tay em chai hết trơn rồi nè. Dạ không có sao đâu. Bây giờ mình ráng làm ở đó, rồi sau này á có cơ hội thì mình đổi việc khác.
Với lại á, đi làm một thời gian kiếm tiền dành dụm để sau này vừa đi học vừa đi làm nữa. Em thích học Anh văn lắm á. Mấy đứa dưới quê em á, nhờ học giỏi Anh văn mà kiếm được việc làm tốt lắm. Ừ, em nói cũng đúng. Chắc anh cũng phải như vậy á. Không biết á, là mình lên Sài Gòn này nè, tương lai sau này của mình như thế nào ha? Có giàu có, sống sung sướng không nữa? Đâu, để anh coi chỉ tay cho. Anh biết coi hả? Biết. Em không tin đâu. Không tin hả? Nè em nhìn nè. Nè, tay này là hời hợt nè ha. Sâu sắc nè. Đây, đây anh coi cho. Nam tưởng. Ờ à, đây, đây. Đó, em thấy chưa? Anh mà bịa không à? Đời ta sao cô độc quá. Cần một người bạn tình tối ấm mà cũng không có ai. Chú Quán ơi, chơi chơi gọi nước cho tụi con khô ơi, uống qua cái đầu phòng này đắng quá. Đường thương đau đầy ai nhưng gian ai chưa qua chưa phải là người. Nè rượu nè, hôm nay cậu uống á rồi cậu thanh toán cái nợ cũ giùm cho chị luôn nha. Ờ phục vụ vậy tốt quá, lát rồi tính tiền xong rồi tôi bo cho. Nhưng mà cái nhạc không có cần gõ nhiệm như vậy, giờ giống như đập cái đầu người ta biết chưa. Nhưng thôi. Ôi, giấm mà không chua mới là chuyện lạ đó. Trời ơi, bà, cái này là giấm hả? Bà muốn chơi tôi phải không? Đúng rồi, tôi muốn chơi cậu á, được không? Cậu nhậu thiếu biết là bao nhiêu tiền rồi, bữa nay cậu định qua nhậu thiếu nữa hả? Được có không? Làm gì ghê hả? Tình làng dễ sớm với nhau, tôi có thiếu bà có 3 lần, giờ thiếu 1 lần nữa có sao đâu. Bà đối xử như vậy hả? Sao làng sao? Ai mà cũng như cậu á là chắc tôi dẹp tiệm luôn quá. Tôi nể cậu á là lối sớm, cậu tới đây cậu ủng hộ tôi nhiều lần cho nên tôi mới cho cậu thiếu. Còn hôm nay á hả thì không. Cậu muốn uống tiếp á hả thì tiền trao đi rồi cháo múc. Không có cháo bác gì này hết á. Tôi nhậu tôi không ăn cháo. Bây giờ quay lại cái chuyện cũ nè. Tại sao bà đi dám với tôi uống? Bà muốn giết chết tôi phải không? Đúng rồi, tôi muốn ám sát cậu á. Đồ cái thứ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Cậu thiếu tôi bao nhiêu tiền á, cậu có biết không hả? Bà tính sao bà tính? Mà cái tiền lời của chiếc xe đó cũng đã tới tháng rồi đó. Bây giờ tôi tính mày nè, tôi bán gãy xe cho bà luôn đó. Bây giờ cái tiền lời và cái tiền nợ tôi đã tính á, tới 2.4 triệu. Và chiếc xe đó cộng 5 triệu, cộng luôn tất cả tiền lời á, là 7.4 triệu. Vậy á, cậu nói tính rẻ là rẻ bao nhiêu? Hỏi ai hả? Bà là dân cầm đồ cạo đồ khô người ta. Bà tính khé rồi bà tính luôn đi, rồi bà kể bà trừ qua gắn lại bà nói tôi bà hỏi từ chi. Cái chiếc xe của cậu á đã chạy 20.000 cây số rồi. Bây giờ tôi tính theo cái giá thị trường là 9 triệu. Cậu thấy sao? Bây giờ tôi nói không có thị trường thị lớp cái gì hết. Bây giờ tôi nói chuyện với dân chương với lại bà. Bây giờ tôi nói tắt ngang cái là tôi bán cái xe bà 10 triệu. Rồi bà trừ qua bổ lại sau, bà giữ lại đó tôi nhậu hoài trừ tôi tới. Thôi được rồi, nếu mà 10 triệu á thì chờ tôi một chút nha, tôi vô tôi nướng khô tôi đem ra cho. Nhờ bà nhắc mới nhớ. Mình còn chiếc xe chứ bà đang nhậu ăn quýt sao bà làm cái ghê. Bực ơi là bực, toàn gặp chuyện không đâu. Ủa, có chuyện gì hả Xuyên? Em đi chợ, em gặp bà Chính nấu ăn cho công ty của mình đó. Ừ. Bà đi mua đồ héo đồ ôi nói cho tụi mình ăn xin lời đó chị. Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Thì đó, bởi vậy em mới bất bình, em mới ra mặt nói chuyện với bà. Trời đất ơi, em dám đối đầu với bà luôn hả? Chị nghe nói bà là em gì của ông Phú đó. Thì ai kêu bà không có lương tâm chị.
Bà nói cho công nhân ăn, bà cắt xén để kiếm lời mà. Chị Xuyên gây hứng với bà, bà không bỏ qua đâu. Chuyện làm ăn tiền bạc của người ta mà. Ừ đúng rồi đó, Lê nó nói đúng á. Mình đụng tới nồi cơm của người ta là mình gây rắc rối rồi đó. Em mặc kệ, em không tin là công ty của mình không có công lý. Cũng có thể là công ty sẽ can thiệp vào về sức khỏe của anh em công nhân mình. Nhưng mà em thấy rồi đó, cái này là chị nói cho vui thôi đó nha. Nếu mà có công lý như em nói đó, chắc có lẽ tòa án dẹp hết trơn rồi. Em thấy chị nói vậy là không đúng. Tòa án á, là người ta giải quyết những việc tham lam mờ ám như bà Chính vậy á, để đem lại công lý mà. Nhưng mà nói thì nói cũng khó lắm, chắc gì công ty người ta xử. Cũng may á, là chiều nay không có tăng ca. Nếu không á, là tụi mình phải ăn những cái đồ ăn không an toàn rồi. Thôi bỏ đi, đứa người ta phụ làm đồ ăn cho nhanh. Thiệt tình là càng nghĩ tới càng bực. Bà quá đáng gì đâu á. Thôi hồi nãy em đụng với bà một trận rồi, chắc là bà cũng biết suy nghĩ mà. Trời, người chứ bà mà biết suy nghĩ. Bà mà biết suy nghĩ bà làm vậy làm gì. Sao anh thấy số công nhân của mình khổ quá. Đi làm thì bị hà khắc, chèn ép. Rồi bây giờ thêm cái vụ thực phẩm không an toàn nữa. Thì ai biểu mình làm công, phải chịu thôi. Công thì làm công chứ. Thôi đi, đừng đụng tới người ta làm gì. Trứng chọi với đá, người thua cũng là mình nè, đúng không? Đúng rồi đó, Duy nó nói vậy cũng có lý. Mình đụng tới người ta đâu có được đâu. Nhưng mà... Thôi, làm đồ ăn đi. Bây giờ có bực cỡ nào chăng nữa mình cũng phải ăn no mới tính tiếp, biết chưa? Có thời lột mái nhà, cái đào đè bỏ mấy con cá xuống. Mày đặt làm phết chó. Rồi chọc nóng tôi đốt quán luôn bây giờ. Hả? Cậu nói gì? Tôi thách cậu ra. Nhóc ơi! Dạ. Đi ra đây mẹ biểu nè. Cái gì? Bà kêu nhóc hả? Dạ. Trời ơi, tôi nghe cái tôi hết hồn. Sợ quá. Bà muốn nó thanh toán tiền á. Mà tôi xỉu á. Là bà kêu cái thằng sumo bự như vậy nè. Chứ thằng nhóc con bà ra đây xin lỗi bà, tôi xỏ hai cái lỗ mũi đi dở lên, tôi để đốt nhà tôi đốt, tôi nướng nó chảy. Thì cứ chờ đây để coi ai xỏ mũi ai nha. Nè, xỏ lên đi ông anh. Chú em nó hả? Sao mẹ? Ngoài cậu này á, cậu tới đây cậu nhậu thiếu mà cậu đòi phá quán mẹ nữa. Con xử cậu cho mẹ đi. Thì ra chú em tên nhóc á hả? Sao sao tên nó không hợp với người vậy? Tôi tên gì kệ tôi nha. Mẹ tôi đặt tôi tên gì thì kêu tên đó. Đừng gây kiến nghe chưa? Biết rồi chú em, nhẹ tay đừng manh động. Sao mẹ? Nó về đây là mẹ của chú em á hả? Sao anh nhậu đi hoài mà anh chưa thấy em vậy? Đúng rồi đó, tôi là mẹ nuôi của nó đây. Mà nó là con nuôi của tôi mà là cái người phụ trách ở cái quán này nè. Chú em, bây giờ thấy cái tên chú em á, tên nhóc á nó hợp với em ghê á. Thôi lại đừng nói nha, không có đụng tới tên của tôi nghe chưa? Chú em nhẹ nhẹ, anh chưa có đứa cầm hình nữa chú em. Cô Tư ơi, có nhà không cô Tư? Nhưng mà nghe không có vui. Bây giờ không muốn sao hả? Tin tôi đánh không? Trời ơi, có chuyện gì nữa đây? Trời ơi, con từ từ chuyện gì đấy? Con ơi, nhóc ơi, thôi thả anh Vân ra đi con. Dạ, không phải là con muốn đánh ảnh đâu bà. Là ảnh á, không có nên người. Tới đây nè, ăn nhậu, xong rồi còn hả, rồi đốt quán, rồi đánh má con nữa đâu bà. Trời ơi con ơi, thôi bà con xa không bằng láng giềng gần á cô Tư. Tôi cứ tính qua đây, tôi lo tôi trả nợ cho nó đi cô. Thôi bà khỏi có lo. Tôi thấy á, cậu Bân này á, càng ngày càng tệ, càng bê bối. Hên á, là má tôi hiền đó, má tôi tha cho anh đó. Không hả, tôi cho anh lết vậy không được luôn đó. Nó không cần lo cho tôi đi, tôi tự lo được rồi. Tôi với bà đã thương lượng rõ ràng cái giá rồi. Bây giờ bà tính xong hẳn cho tôi chạy đây luôn đi. Rồi, được rồi, cậu khỏi có lo. Để còn cái số còn lại tôi thối với cậu. Mà tôi thấy hả, vợ cậu từ ngày mày đi làm xa tới bây giờ á, đáng lý ra ở nhà phải lo cho con cái, chăm sóc cho con. Chứ có ở đâu mà ngày nào cũng lo nhậu nhẹt. Đúng là người chồng chả cái ra cái gì hết. Nè, cậu về cậu lo cho con cậu đi. Đèn nhai nó sáng.
Tôi không cần mà trở mỗi gia đình tôi và dạy đời tôi. Dính về cái quán mà nó không có nhậu đây nữa đâu. Con. Trời ơi. Ô cô Tư, cô bỏ qua hết đi nha. Thiệt tôi cũng rầu quá đi à. Thôi không sao đâu, bà đừng có lo. Thương là thương cho mấy đứa nhỏ thôi. Chứ còn á hả, có gì thì bà cứ qua đây. Mình lối sớm mà cứ dựa nhau mà sống. Cảm ơn cô nhiều lắm nha cô. Thôi bây giờ tôi xin phép đi về lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ nó ăn nó kịp đi học. Ô bà về nha nhé. Dạ bà. Cảm ơn con. Cảm ơn dạ. Cô Tư, tôi đi về. Thế mà thương cho những bà mẹ, nước mắt á cứ phải chảy xuôi. Còn con á nha. Dạ. Con nhìn đó đó mà con học hỏi. Mẹ không có sống đời mà để lo cho con đâu đó nha. Dạ có đâu mẹ, con ngoan mà mẹ. Đi cả buổi trời mà lựa được có bao nhiêu đây thôi. Chán chết đi được á. Ôi, phải chỉ có ai đi với mình thì hay á. Ừ. Con mua nhiều thứ như vậy sao? Ồ, có nhiều đây thôi mà nhiều gì đây đi. Con gái của ba là thiên kim, phải xài đồ từ cỡ này trở lên mới được chứ. Con cũng nên ăn diện đi. Vì đến lúc ba cần nhờ tới con rồi đó. Ừ. Có chuyện gì vậy ba? Chẳng phải là lúc nãy hả, ba la con té tát sao? Giờ tự nhiên con không hiểu gì hết. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sửa soạn rồi đi với ba. Thôi đi đi đi, con không đi đâu. Đi chung với bạn ba chán lắm. Lát nữa bạn con qua chở con đi chơi rồi. Không đơn giản như vậy đâu con. Người bạn của ba sẽ mang đến cho con nhiều bất ngờ và mang đến cho gia đình chúng ta nhiều có lợi lâu dài. Thật hả ba? Ừ. Có bao giờ ba nói gạt cô đâu. Đúng không? Ba không nói gạt con. Nhưng mà ba không bao giờ kể cho con nghe nhiều chuyện hết. Ông Hiệp á là thầy kinh doanh thua thiệt ở Việt Nam, đang nắm ở trong tay một gia tài đồ sộ. Ồ, vậy thì sao ba? Con thấy á, gia đình của mình cũng đâu có thua gì ông ta đâu. Con gái của ba càng nghĩ quá. Đâu có ai tự thấy mình giàu có bao giờ đâu. Hôm nữa ba lo đây là ba lo cho con. Ừ? Là sao ba? Ủa, con vẫn chưa hiểu lắm. Ông ta có đứa con trai Việt Nam đang thay thế ông ta mà quản lý một công ty. Ba muốn con tạo thiện cảm với ông ấy. Con! Ừ. Khi con có thiện cảm với ông ấy thì cuộc hôn nhân giữa con với con trai của ông ta sẽ diễn ra. Tới lúc đó ba thông qua cuộc hôn nhân này thì ba nắm trong tay quyền kiểm soát các công ty ở Việt Nam của ông ta. À, con hiểu rồi. Thì ra là Daddy đã có sự tính toán hết rồi phải không? Tính toán thế nào thì cũng phải nhờ tới con. Cô phải cố lên. Bác sĩ, có phải bệnh tình của con đã chuyển biến xấu lắm rồi phải không? Đã đến lúc cô phải lên bệnh viện thành phố để chạy thận rồi. Không thể nào kéo dài thêm được nữa đâu. Nhưng mà con thấy cũng đỡ rồi. Để con suy nghĩ lại đã. Thuốc tôi đã tiêm, chỉ có thể giảm đau thôi. Khi hết thuốc, cơn đau sẽ trở lại. Cô quyết định nhanh đi. Con không muốn đến bệnh viện. Con không muốn mọi người phải lo lắng. Cậu Luân á đã gửi gắm cô cho tôi thì tôi không thể nào để cô trong tình trạng này được. Tôi phải đưa cô lên thành phố để trị bệnh. Nhưng mà nếu bây giờ cô đến bệnh viện thì cơ hội cứu chữa sẽ còn và cơ hội vui vẻ sống với gia đình người thân. Tôi thấy thầy Phú đó không phải vừa vậy đâu. Suốt ngày chỉ biết nịnh nọt và hà khắc với công nhân thôi. Ông không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng mà thầy Phú đó hà khắc với tôi như thế nào đâu.
Đúng là phải giả làm công nhân á thì mới hiểu hết được nỗi khổ của họ. Vậy bây giờ ông định sao? Có cho hắn lên đường không? Bây giờ tôi không bận tâm chuyện đó. Còn quá nhiều việc khác để lo lắng mà. Ông nói cũng đúng. Nhưng mà có chuyện thì tôi nói, ông đừng buồn nha. Cái chuyện quan trọng đó, ông phải giải quyết nhanh lên đi. Cái nghề diễn viên á không phù hợp với tôi chút nào. Tôi cũng như ông thôi. Hai bạn diễn á thì phải cố gắng hỗ trợ nhau thôi. Mà nè, chắc là tôi sẽ sớm chuyển ra nhà trọ ở đó. Cái gì? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như mà chuyển ra nhà trọ ở thì sẽ tiện hơn cho kế hoạch của mình. Nhưng mà liệu như vậy ông có quen không? Ông quên á là tôi ở bên Úc. Đi du học bên đó cũng ở một mình, thuê nhà ở. Đừng có nghĩ là tôi phải ở những nơi sang trọng đẹp đẽ thì mới được. Tính tôi cũng bình dân lắm. Nhưng mà chuyện này tôi nghĩ rồi. Nếu như mà chuyển ra nhà trọ ở á thì cuộc sống của mình á sẽ gần gũi với công nhân hơn. Lúc đó sẽ hiểu họ nhiều hơn nữa. Chứ nếu như mà cứ ra vào cái biệt thự nhà tôi hoài á thì sớm muộn gì cũng có người sẽ nhận ra thôi. Đó là chưa kể tới việc Bích Thi nữa, thông minh với nhạy bén lắm. Tôi cứ như vậy hoài á, sớm muộn gì Bích Thi cũng nhận ra. Rồi sẽ tìm hiểu điều tra thôi, lộ hết mọi chuyện. Bích Thi á cũng là nỗi lo của tôi. Ông ra ngoài ở như vậy á, Bích Thi biết, tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu đâu. Về chuyện này á, ông cứ yên tâm đi. Tôi sẽ nói với Bích Thi là tôi đi công tác vài ngày, rồi giao công ty lại cho ông quản lý giùm. Nói như vậy chắc Bích Thi không nghi ngờ gì đâu. Ông nói cũng phải. Tôi chỉ sợ Bích Thi phát hiện ra thôi. Tôi sẽ sớm nhờ người tìm xem một cái nhà trọ nào đó thích hợp để mà chuyển qua. Chứ gì? Ông mới vừa nói, giờ thực hiện liền luôn đây hả? Chứ sao nữa, ông cũng biết rồi, mình đâu còn thời gian đâu. À, hay là ông qua cái nhà trọ cũ của tôi ở đi, thời sinh viên á. Nhà trọ mà hè nào ông ghé chơi. À, cái chị chủ á có gửi lời thăm ông đó nha. Có chuyện đó nữa hả? Đúng là ở đời có nhiều chuyện hay ghê ha. Chỉ cần có tình nghĩa với nhau thôi á thì khó mà phai được, cho dù đó là người đi nước lã. Ông Đình Trung à, ông có tính đa cảm từ khi nào vậy? Đa đoan thì đúng hơn. Sao con thấy sao? Có chuyện vui vậy mà sao bây giờ đi đi mới nói cho con biết? Sao đi không nói cho con biết sớm vậy? Thì bây giờ bà mới nghĩ ra. Đồng ý chưa? À, nhưng mà con phải xem được diện mạo của anh ấy thế nào ấy đã, rồi mới trả lời cho đi đi biết được chứ. Con cẩn thận thiệt, đề phòng luôn cả ba nữa sao? Phải vậy thôi, bởi vì đây là chuyện quan trọng cả đời người mà. Con đâu thể nào tùy tiện được, đúng không? Vậy cũng tốt. Thôi, sửa soạn đi, đừng để ông ta chờ. Yes, daddy. Chào anh. Chào anh. Xin lỗi, để anh đợi lâu. À, không sao anh, mời anh ngồi. Dạ. Gặp anh tôi mừng quá. Tôi cũng rất là mừng, không ngờ chúng ta gặp ở đây. Dạ. À, con quên giới thiệu với anh, gái rượu của tôi, Rosa. Dạ. Chào bác ạ, rất vui được gặp bác. Con gái của anh. Dạ. Mời con ngồi. Dạ. Anh có một cô tiểu thư xinh đẹp như thế này mà anh giấu kỹ quá. Con cảm ơn bác ạ. Con à? Dạ. Bác rất bất ngờ trước vẻ đẹp của con đó. Anh đừng có khen nó quá. Theo tôi thì tôi thấy nó cũng bình thường như những đứa khác thôi. Anh quá khiêm tốn đó nghe. Anh là khen nó nữa, nó tự cao lắm đó. Không, tôi nói thiệt mà. À con ơi, nào
anh dùng gì nè? Phải giống như anh là cho vui. Rót đi con. Con sao? Dạ con cũng uống chung với lại Daddy và bác luôn cho vui. Bây giờ chúng ta nâng ly để chúc sức khỏe nha. Dạ. Mời anh. Chúc sức khỏe. Mời con. Dạ. Anh qua đây có một mình à? Con trai anh không có đi theo sao? Dạ không anh. Vì tôi qua đây để trị bệnh. Dạ. Cho nên nó phải ở bển để quản lý công ty. Nó cũng đang du học bên Úc. Vừa tốt nghiệp xong là tôi gọi điện liền, biểu nó về gấp để về quản lý công ty thay tôi anh à. Hổ phụ sanh hổ tử, anh giao công ty cho nó là anh yên tâm rồi. Đúng là thằng Điền Trung nó có tài thật đó anh. Nhưng mà nó là người mới, tôi sợ nó non kinh nghiệm. Anh không cần phải lo chuyện đó đâu, tuổi trẻ tài cao mà. Tuy rằng anh lui về phía sau, nhưng mà khi đụng chuyện lớn, tôi nghĩ anh vẫn giữ vai trò cố vấn chứ. Tôi thì tôi chỉ lo cái bệnh của tôi thôi anh. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nó có đủ khả năng gánh vác cái chuyện của công ty thay tôi. Anh thì có phước quá rồi, có con trai tiếp anh quản lý công ty. Còn tôi chỉ có một mình Thiên Kim này thôi, cho nên công ty tôi vẫn tiếp tục quản lý. Con Bích Thi nhà tôi nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình cũng không trách tụi nó được anh. Nó là con gái mà, nó cần phải được nâng niu chứ. Con chịu câu này của bác lắm rồi đó. Vậy hả? Đó, bây giờ thì tôi có đồng minh cùng quan điểm rồi đó nghe. Chúc mừng con. Dạ con mời bác. Con. Mấy người này ức hiếp mình quá đáng thiệt. Cái việc giác hàng này cũng giao cho mình. Chờ đó đi, thằng Duy này mà thoát khỏi cái số làm công nhân là tụi bay biết tao. Ơi ơi ơi, khoan khoan khoan, đứng đây đứng đây đứng đây. Nhìn nè nghe, nhìn nè nghe. Đó, đây. Thấy không? Nè. Màu đen mới không? Thấy không? Cái gì màu đen này mới lắm à. Đem ra ngoài bán là chắc chắn là không có ai mua. Ai vô cái này đây? Dạ. Ai? Xin lỗi. Hai cô phải không? Nè, thưởng nè. Thưởng nè, đó. Ừ. Nè, thưởng nè. Đó, lấy đem qua làm lão cho tôi. Trời ơi mày đi đâu hả mày? Mày đuôi rồi ha, sao mày không thấy tao đứng đây mày đụng tao cái quá mạng vậy? Dạ, em xin lỗi. Tại cái thùng này nó nặng quá, cho nên em mới té thôi. Anh bỏ qua cho em nha. Thôi thôi, mày đừng có diện lý do, lý sự gì á. Lý do chính là mày làm việc mày không có tập trung. Cái thứ như mày là không thể làm việc trong cái công ty này được. Nè mày chuẩn bị tinh thần đi nghe. Tao sẽ cho mày nghỉ việc. Tao đuổi việc mày một cách nhẹ nhàng. Nghe rõ chưa? Tôi nói thiệt mà. Anh có giỏi á thì anh xin thử cái thùng này đi. Nó nặng thiệt chứ tôi có nói thêm cái gì đâu. Mày hay quá mày. Tao la mày mà mày dám đứng đó mày trả treo với tao hay sao? Anh Phú à, có chuyện gì đó vậy? Anh làm ơn nhá, đừng có làm mọi chuyện lớn thêm nữa. Chỉ là sơ suất thôi. Chứ lại anh cũng đâu có sao đâu. Không hay quá. Lần này nó không sao, nhưng mà lỡ một hai lần nữa tôi có sao rồi sao? Đâu có ai muốn chuyện nó xảy ra đâu. Dạ dạ đúng rồi đó anh. Anh là người lớn, anh rộng lượng, anh bỏ qua cho nó một lần đi. Nó còn nhỏ lắm, nó chưa hiểu chuyện. Với lại chắc tại cái thùng này nặng quá nó mới lỡ tay lỡ chân như vậy. Em xin anh bỏ qua cho em một lần. Hai ơi, hai năn nỉ người này chi cho tốn sức. Muốn đuổi thì đuổi. Với lại hồi nãy em năn nỉ rồi, không tha lỗi thì thôi, không có xin nữa. Cái thằng này em có em không?
xin lỗi anh Phú liền, nhanh lên. Đừng có hồng. Ông Mạnh, ông thấy không? Ông thấy nó là công nhân, nó làm ở đây mà nó không biết tôn trọng người trên gì hết đó, ông thấy không? Anh đi, anh đừng có nổi nóng nữa. Xin lỗi anh Phú đi, mồ côi nhìn chính con lạnh mà. Nhường người ta một bước đi. Nghe chị đi chứ. Tao thấy mặt mày mày cũng sáng láng, mày cũng bảnh trai đó đi. Nếu mà tao không ngờ, tao không ngờ mày có được một lúc tới hai người phụ nữ xin giùm cho mày á. Vậy đúng là mày là cái loại bám vái đàn bà. Ông nói gì? Ông nói bám vái đàn bà đi. Tao nói mày bám vái đàn bà rồi mày làm cái gì tao? Nghe lẹ đi em Duy, đừng có nổi nóng, nó không tốt đâu. Đi. Mày nói thấy không? Tao nói không có sai. Mày là cái loại chỉ có bám vái đàn bà thôi. Nè đủ rồi nha. Thôi vậy đi. Hả? Đừng có tưởng là quản đốc ở đây là muốn nói gì nói nha. Đời này á, không thằng nào hơn thằng nào đâu. Ê, cái chuyện đó tao không có bàn cãi với mày. Nhưng mà mày phải nhớ tao là quản đốc ở đây, tao có quyền chăn dắt mày. Mày làm gì tao? Dạ dạ, anh Phú em xin anh. Em nó còn nhỏ dại, nó chưa hiểu chuyện đâu. Anh bỏ qua cho nó lần này thôi. Em xin anh mà. Anh này ơi, ai đừng làm mất mặt em được không? Không làm chỗ này á, thì làm chỗ khác. Cần gì phải quỵ lị người như hắn? Anh Duy, Duy, buông ra coi. Em có nghe chị nói không? Ở lại đây làm. Ai là? Nghe đi. Có đi mà. Duy. Đó, ông Mạnh, ông thấy cái thái độ thằng công nhân đó không? Thì bởi vì á, ông gây có cái công nhân quá. Nè, cái loại người như nó đó nha, tôi sẽ cho nó nghỉ việc, nó không nghỉ tôi cũng đuổi nó. Nếu anh không quá khó khăn thì người ta cũng đâu có phản ứng như vậy. Anh cũng nên xem lại thái độ của mình. Tôi không có để cô ấy bị đuổi việc như vậy đâu. Mày là cái thá gì mà dám lên lốt dạy đòi tao chứ. Để rồi coi, tao sẽ đạp mày xuống làm công nhân luôn. Còn hai người này nữa, ông đi làm việc đi, đây làm gì? Dạ, em đi làm. Trời ơi, cái thùng dây mà nó nói là nặng nè. Hồi nãy bác Hiệp tới đây bằng gì vậy? Bác thả bộ tới đây. Bác ở nhờ nhà người bạn cách đây 2 ngã tư. Bác chọn nhà hàng ở đây là đúng luôn rồi đó bác. Vậy hả con? Dạ, bởi vì rượu vang với lại món ăn ở đây là nổi tiếng khắp cả vùng này luôn đó. Mà anh, sao hình như tôi thấy ở đây thức ăn ngon, rượu ngon mà hơi vắng khách ha? Không phải vậy đâu bác. Bởi vì người ở đây người ta thường ăn trễ hơn giờ của mình. À vậy hả? Dạ, chứ bình thường là ở đây rất là đông khách. Nếu như mà mình muốn ăn ở đây là mình phải gọi đặt bàn trước luôn á bác. Ồ, vậy là bác được cái may mắn nữa rồi. Nào, chúc mừng. Con. Dạ, con mời bác. Mày đi. Bác Hiệp nè. Con sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn bác Hiệp đi khám phá khắp mọi nơi bác nha. Ô, bây giờ bác lại thêm được may mắn nữa. Con đã nói vậy làm sao mà bác từ chối được. Qua bên Mỹ này được một người bạn cho ở nhờ, rồi bây giờ con tình nguyện làm hướng dẫn viên nữa. Trời ơi, ơn này làm sao mà chừng nào tôi trả được đây. Sao lại nói ơn nghĩa ở đây? Chúng ta là đối tác, là thâm tình nữa. Anh khách sáo quá rồi đó nha. Xin lỗi nghe, xin lỗi nghe. Thôi vô đi. Con mời bác, mời bà đi. Hôm nay thiệt là vui đó. Mà tôi ngại quá làm phiền tới hai cha con. Bác này, bác lại khách sáo nữa rồi. Nghe câu nói này của bác á hả, con thấy buồn ghê luôn á. Ủa, bác nói sai gì hả con? Dạ không, bác không có nói sai. Nhưng mà bác khách sáo với nhà con quá à. Việc bác qua đây, bác đi trị bệnh, bác đi tham quan, con thấy cũng là chuyện bình thường mà, đâu có gì đâu. Mình coi nhau như là người thân có được không bác?
Dĩ nhiên là được. Vậy thì từ nay á, bác không được ái ngại nữa nha. Bác chỉ việc vui vẻ và vui vẻ thôi. Ok, vui vẻ và vui vẻ. Anh Dương nè, anh rất có phước nha. Có được một đứa con gái nè, vừa ngoan hiền nết na nè, lại khéo ăn khéo nói nữa đó. Tại nó mến anh, nó mới như vậy thôi. Dạ. Chứ đâu phải với ai nó cũng niềm nở như vậy đâu. Vậy sao? Ồ, như vậy thì tôi là một người may mắn rồi. Phải nói là con là người may mắn mới đúng. Bởi vì con được gặp bác nè. Chỉ mới gặp bác lần đầu thôi, nhưng mà con cảm thấy là thân quen lắm rồi đó. À vậy hả? Nè con, nếu mà con muốn đó thì đã thân lại càng thân hơn nữa đó. Ô, bác nói vậy là sao? Con chưa hiểu ý bác lắm à? Từ từ rồi con sẽ hiểu. Bác làm con tò mò quá à. Alo, tôi Hải Linh nghe đây. Mời vào. Tôi có chuyện đột xuất, còn phải đi gấp. Lát nữa, chị giúp tôi tiếp đối tác được không? Chuyện nhỏ mà. Giám đốc bận gì thì cứ đi đi. Mọi việc ở đây để tôi lo. Được rồi, cảm ơn chị. Công ty bây giờ loạn rồi. Có lẽ mọi quyền hành rồi sẽ rơi vào tay mình. Lúc đó thì mình muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Đang giờ làm gì mà bỏ đi đâu vậy ta? Không lẽ có chuyện gì? Bác à. Con gửi tặng bác cặp rượu nè. Bác cảm ơn con nha. Dạ không có gì ạ. Bác lại may mắn nữa rồi. Anh Dương à, hôm trước đó, ông Minh bạn tôi đó có đưa tôi ra trung tâm Los Angeles đó, để tham quan vui chơi. Rồi cái tôi chụp hình kỷ niệm nhiều lắm. Tôi thấy thành phố của người ta sao mà đẹp và coi như hiện đại quá đi anh. Hoành tráng nữa. Dạ. Nhưng mà tôi vẫn thích Việt Nam. Nhiều khi tôi nhớ quê nhà lắm anh ạ. Những người mà đi ra nước ngoài định cư đó đều có cái tâm trạng giống như anh hết á. Muốn quay về cội nguồn. Lá rụng về cội bà. À, tôi sắp về bên đấy. Anh có nhắn gì không? Tôi chuyển lời giùm cho. Ờ, điều này thì ông Dương qua Việt Nam mình cũng phải báo với Đình Trung một tiếng để nó đón tiếp khách quý chứ. Bác Hiệp à. Sao tự nhiên bác im lặng vậy? Có chuyện gì hả bác? À, bác xin lỗi, tự nhiên cái bác chợt nhớ tới hai đứa con ở Việt Nam. Điều này á, thì con hiểu mà. Bởi vì á, nhiều khi ba con đi làm xa nè, con cũng nhớ ba con lắm. Hay là như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai con sẽ lấy xe hơi riêng qua chở bác đi tham quan khắp nơi ha. Tôi thấy ý đó hay đó anh. Hơn nữa bên đây có Rosa lo cho anh, tôi cũng đỡ ái nái.
Anh Dương à, anh cứ lo công việc của anh đi. Ở bên đây thì tôi có Rosa đưa đi tới đi lui tham quan như vậy là quý lắm rồi anh. Con ấy nè, con chu đáo lắm á. Bác rất cảm ơn con. À, bác lại khách sáo nữa rồi. Không, cái này bác nói thiệt. Mà con chu đáo thiệt nữa đó. Nè. Dạ. Bác nói này nghe. Ai mà có con dâu như con á nghe, coi như gia đình này là có phước ghê lắm đó con. Bác này, con còn chưa có người yêu nữa mà, sao biết làm dâu. Nè, nếu con muốn là có liền luôn đó. Sao bác? Bác nói vậy là sao? Con không hiểu lắm. Rồi từ từ con sẽ hiểu. Bác thì khó hiểu quá. Bác lại bí mật với con nữa rồi. Anh Dương à, hôm nay vui quá à. Thôi bây giờ anh em mình chia tay đi ha. Dạ. Bữa khác sẽ gặp lại ha. Dạ. Xin phép anh. Chào anh. Dạ. Chia tay nha con. Dạ. Bác cháu mình sẽ gặp lại sớm hơn đó. Dạ. Đúng không? Ngủ ngon nha. Bác về cẩn thận. Dạ. Bye nha. Chào bác. Mình đâu có đến nỗi ngốc mà không biết là ông ta đang nói gì chứ. Bằng mọi giá, nhất định mình phải tranh thủ tình cảm của ông ta mới được. Nếu như cuộc hôn nhân này mà thành công thì gia đình mình sẽ được lợi vô cùng. Không biết em đi đâu chị Nga ha. Em lo chị ảnh quá. Chị cũng đang lo sốt ruột đây nè. Nếu mà có đi á, chắc là nó về nhà trọ. Chứ ở đây nó có biết ở đâu đâu mà đi. Em thấy tội nghiệp anh Duy quá à. Mà cũng tại nó. Đi làm công cho người ta thì nhịn người ta một chút, có lỗ lãi gì đâu. Nhưng mà anh Duy đâu có lỗi đâu. Tại ông Phú làm khó chứ bộ. Nhưng mà đã chấp nhận đi làm công cho người ta rồi thì nhịn người ta một chút, hơn thua làm gì. Nhưng mà Thôi, em đừng có binh nó nữa. Ông Phú ổng tới là có chuyện nữa. Trinh. Hả? Mày coi có gì ăn liền mày cho tao miếng nó ăn coi, tao nói bụng quá nè. Tôi đang bực mình nè, ăn cái gì? Mà có chuyện gì? Thì cái đám công nhân nó mới vô làm á, ở cái tổ 2 á, do thằng Mạnh nó quản lý đó. Nó ăn gan hùm á, mới nhúng mỏ vào cái chuyện của tôi. Trời ơi, tao hỏi mày cái chuyện gì? Thì cái con nhỏ mới vô đó, nó nghe tôi đi mua đồ ngoài chợ á, nó xía vào làm chị hai tôi đó. Thì cũng tại mày. Tự nhiên mày để cho nó biết mày mua đồ dởm rồi mày cắt xén phần ăn của công nhân chi. Thì tôi đâu có biết nó đứng ở đằng sau lưng của tôi đâu. Cho nên là tôi mới lỡ miệng nói ra. Trời ơi, vậy mà anh biết không, nó sần sấn làm dữ với tôi đó. Làm tôi quê mặt cả chợ luôn á. Mà tôi nói anh nghe nè, hồi nãy nếu mà không có người can đó hả, tôi cho nó một bài học để nhớ đời luôn á. Bậy à, mày làm cái chuyện đó là tao thấy bậy rồi đó. Bậy cái gì mà bậy? Hồi nãy tôi còn muốn tát tay vào mặt nó nữa kìa. Tao đã nói không được là không được nha. Sao tự nhiên anh sợ mấy đứa tụi nó dữ vậy? Thường ngày tôi cũng thấy anh gai gắt với tụi nó dữ lắm mà. Cái chuyện đó khác, còn cái chuyện này khác. Mày á, làm ơn mày đừng có làm lớn chuyện. Cái chuyện mà mày ăn cắt xén cái phần ăn của anh em ở công ty á, để lỡ mà tới tay ban giám đốc một cái là tao với mày chỉ có nước húp cháo. Húp cái gì mà húp? Cái chuyện mà bể ra hả, anh đưa cái lưng anh chống lại. Mày á, mày đừng có tưởng tao có thể một tay mà tao che trời được. Tao dặn rồi nghe, mày làm vừa vừa thôi á, mày làm quá tao với mày mất việc như chơi á. Tôi ăn cái phần đó đó thì tôi cũng chia cho anh chứ bộ. Thì anh cũng phải có trách nhiệm với tôi. Đứa nào mà dám hất chén cơm của tôi đó hả, thì tôi không để cho nó yên đâu. Mày ngon quá không? Có gì ăn không? Ăn thì ăn. Chờ một chút. Nè, lo cho tôi chút nha.
Alo, tôi nghe nè Trung. Ông đang ở đâu vậy? Tôi đang trên đường nè. Mà sao lúc nãy thấy ông hốt hoảng quá? Có chuyện gì không? Ông nói sao? Bân Chinh nhập viện rồi, bây giờ tôi phải vô dưới cổ đây. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Mới đây thôi à. Thôi được rồi, ông cứ vô đây cho cổ đi. Khi nào rảnh mình nói chuyện sau ha. Hèn gì lúc nãy hốt hoảng quá. Nào, bắt gặp quả tang là bỏ công việc lén ra đây gọi điện thoại không? Vi phạm nội quy thấy không? Tôi đang trên đường đi ra nhà vệ sinh thì có điện thoại tôi nghe luôn thôi, chứ đâu có làm gì sai đâu. Không sai ha. Thôi được rồi, không có nói nhiều, đứng đó chờ nghe. Tao sẽ có người làm chứng rồi tao sẽ lập biên bản mày, đuổi mày luôn. Nè, nè nè. Ê, mấy cô công nhân tổ 2 lại đây. Đại biểu à. Lại đây. Chết rồi. Đó. Có chuyện nữa rồi đó. Lần này á, tao bắt mày tại trận rồi tao kêu công nhân lại làm chứng, tao lập biên bản mày á là mày tiêu đời rồi nghe. Sao có anh Trung đây nữa? Cái ông hết dịch này á, cái lại kiếm chuyện nữa rồi đó. Biết vậy thì đừng quay lại. Hình như là cậu Trung có chuyện. Nè, mấy cô làm chứng nghe không? Hôm nay tôi bắt quả tang thằng này là nó bỏ công việc, nó trốn ra đây, nó gọi điện thoại này kia. Nghe không? Tôi sẽ lập biên bản đó. Nhưng mà tội của tôi đâu có đáng lập biên bản đâu. Sao không đáng? Mày ngon quá. Mày bỏ công việc mày ra đây, mày lén mày gọi điện thoại đây, có công nhân làm chứng, làm sao không đáng? Ngày này mày tối mạng mày rồi con ơi. Tôi thấy là lúc anh càng quá đáng á. Quá đáng cái gì? Sao Daddy thấy tài lấy lòng người khác của con thế nào? Có ok không? Ba thật bất ngờ, tài ăn nói của con khéo léo như vậy đó. Nè. Dạ. Ba thấy ông ta thích con rồi đó. Còn phải nói nữa, ông ta với khối tài sản không nhỏ và cả người con điển trai thì làm sao con có thể bỏ qua được chứ. Nhưng mà biết đâu mai mốt con lại có thể có tình cảm thật với anh ta thì sao? Chào vậy em. Anh nói chuyện với em vậy mà em nỡ nào em nặng lời với anh quá vậy. Cha Phú á, chả mê con Mỹ Xuyên rồi. Giờ nó nói gì á, chả cũng nghe hết á. Ừ, nhỏ vậy mà được cũng được cho Phú chấm. À, vậy thôi hết việc rồi, tụi mình đi nha. À, dạ chào. Ông đừng có tưởng là bạn đó muốn hàng khách công nhân sao lại làm nha. Người đẹp, ăn nói cái gì nghe nó cũng dễ thương hết. Chị Nga. Hả? Chuyện lúc nãy của chị Xuyên á, em thấy lo quá à. Ừ, em lo là ông Phú sẽ làm cái gì Mỹ Xuyên đúng không? Ừ. Ông Phú là người thâm độc, ông thích chị Xuyên ra mặt luôn, dễ gì ông bỏ qua. Ừ, chị cũng lo chuyện này, nhưng mà biết làm sao được. Mỹ Xuyên làm trong công ty thì buộc phải đụng mặt ổng thôi, làm sao mà tránh khỏi được. Chị, nhưng mà lỡ ông dở trò thì sao? Chuyện này chị nghĩ chắc không sao đâu. Lúc nào chị em mình cũng đi chung với nhau mà, chắc ông không dám làm gì đâu. Nhưng mà em vẫn thấy lo. Thôi đừng có lo nữa, em lo chị cũng lo theo á. Chị nghĩ là ổng làm mưa làm gió trong công ty thôi, chứ ở ngoài á đông người ổng dám làm gì đâu. Em cũng mong là vậy á. Ừ, nghĩ vậy đi cho khỏe. Mỹ Xuyên. Dạ. À, anh muốn cảm ơn em. Vừa hồi nãy á mà, cũng may của em đứng ra. Trời, anh khách sáo quá à. Em nghe cái giọng điệu quát nạt người khác của hắn ta là em thấy khó chịu lên rồi đó. Mà giống như có duyên vậy hả? Lần nào anh có chuyện á, em cũng đứng ra giải quyết giùm anh hết á. Cho nên nếu mà không nói lời cảm ơn á thì anh không biết phải chơi em sao nữa. Tụi mình là đồng nghiệp với nhau mà, giúp đỡ nhau thôi, anh đừng ngại. Nhưng mà dù sao anh thấy mình cũng nên nói lời cảm ơn với em. Mà em nói đúng á, mình là đồng nghiệp, cho nên sau này nếu như em có chuyện gì khó khăn á thì em cứ nói thẳng với anh sẽ sẵn sàng giúp em. À, vậy là
Từ giờ em có chuyện gì mà cần á thì em gọi anh giúp em liền phải không? Chắc chắn rồi, tại vì em giúp anh nhiều lần mà. Vậy giờ em có chuyện này nè, không biết anh giúp em được không? Chuyện gì em nói đi. Dạ, thì em đang cần một người đi chợ rồi nấu ăn cho phòng em tối nay. Anh làm được không? Đi chợ thì anh đi chợ cũng được. Còn nấu ăn thì nếu mà mọi người không ngại á thì anh sẽ chỗ tài nấu món mì gói cho mọi người, được không? Mì gói á thì em với quê cũng nấu được dạ. Nói chứ anh giọng anh đó, hiện giờ thì em chưa có việc gì cần anh đâu, khi nào có thì em sẽ gọi anh liền ha. Em làm đây. Chị Nga. Hả? Chị canh chừng ông Phú giùm em nha. Chị em gọi cho em, không biết có chuyện gì nữa. Em cứ nghe đi, chị canh cho. Dạ. Alo, em nghe là chị Trinh. Lê hả? Giờ chị nhập viện trên bệnh viện thành phố rồi. Chiều nay em rảnh thì nhớ ghé thăm chị nha. Chị nhập viện rồi hả? Bây giờ chị thấy sao? Chị cũng khỏe hơn nhiều rồi. Mà anh Luân có biết chưa chị? Má và anh Luân ở với chị nãy giờ cũng lâu lắm. Bây giờ anh Luân đi mua đồ rồi. Chị thấy khỏe cho nên mới gọi cho em nè. Dạ, thì chị nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Tan ca em qua chị liền. Rồi. Không biết bệnh của chị tới mức độ nào mà phải chuyển lên đây nữa. Chắc là nặng lắm. Lê. Dạ. Chuyện gì vậy? Chị của em á lên thành phố nhập viện rồi. Mà mỗi lần chị phát bệnh á chị đau đớn dữ lắm. Em thấy lo cho chị quá à. Nhưng mà chị bệnh nặng hơn rồi đó chị. Thôi em đừng có lo lắng quá. Mình ráng làm cho xong đi. Chiều hai chị em mình về ghé qua đó thăm chị em luôn ha. Dạ. Ủa sao mà không nghe máy? Thằng bồ cũ của tao, tao mới xù rồi. Cái tội dám đi trễ. Mày cũng chịu chơi quá ha. Người ta chỉ có tội đi trễ mà cũng xù cho được. Vậy là giờ mày đang cô đơn á hả? Nó có bao giờ mà cô đơn đâu. Đó, người sinh tao ra là ba má tao. Nhưng mà người hiểu tao á thì chỉ có mình Bích Thi thôi. Đúng không Bích Thi? Chính xác, chính xác. Mày nghĩ sao vậy? Tụi mình là tiểu thư, con nhà danh giá. Con trai hả, xếp cả hàng cây số để chờ. Làm gì có chuyện cô đơn. Con nhỏ này nói hay. Vậy giờ mày quên được anh nào chưa? Trịnh trọng báo cho tụi bay biết, tao mới cua được một anh chàng là con trai của một giám đốc có công ty đóng tàu lớn nhất Việt Nam mình. Chưa hết nha, ảnh còn mới đi du học ở Nga về đó. Trời, hay dữ. Chứ làm sao. Ê, đừng có tự đắc chứ bạn. Tao cũng đâu có thua gì mày. Bạn trai tao cũng là hàng quý tộc chứ đâu có dữ. Nói vậy thôi, nhưng mà tao biết á, ở đây vẫn có một người chưa có lấy một mảnh tình dắt dai kìa. Mày nói ai vậy? Mày chứ ai? Lê. Chị. Ừ. Hai chị về trước đi, em đi nha. Em đi đâu? Chị nó mới nhập viện, bây giờ nó phải qua bên đó. Chị tính đi với nó luôn. Dạ, chị thôi, em đi với hai chị nha. Dạ thôi, hai chị mới tan ca còn mệt, em đi một mình được mà. Thôi, để chị đi với em cho yên tâm. Thôi vậy vậy đi, hai đứa đi từ từ ra ngoài đó đi. Chị rửa tay cái chị chạy theo sau. Dạ. Ừ, em đi nha. Ông tăng cao rồi hả? Ừ, ông còn bên bệnh viện không? Để tôi qua. Còn, ông qua đi, tôi sẽ ra cổng đứng cho ông. Ok. Má có mùi thuốc.
với tay nến răng bằng chải. Không có cần, không sợ. Để má xuống má sắp hàng má đi mua thuốc. Dạ. Lát nữa con ra cổng đón bạn, sẵn con mua thuốc luôn cho ạ. Má, má đừng có lo quá, con khỏe mà. Ở đây có anh luôn chăm sóc cho con rồi. Má, má có thể về coi nhà được. Má đừng khóc nữa nha. Để từ từ, còn sớm mà. Để má đi lấy nước cho con. Ai gọi cho anh vậy? Hay là công ty gọi có việc phải không? À, không phải. Là thằng bạn anh á, nó biết em bị bệnh, nó định vào thăm. Còn công việc á thì anh đã sắp xếp xong hết rồi. Tự nhiên anh nói với bạn anh em bị bệnh chi vậy? Để họ vô thăm, em ngại lắm. Chuyện này á thì em không cần phải lo đâu. Thằng bạn này với anh á cũng thân lắm. Em đừng ngại gì cả. Thôi em nằm đi nghỉ ngơi đi, để em ra cổng đón bạn anh nha. Anh đi nha. Dạ. Công nhận cô có phước thiệt nha. Cậu ấy lo lắng cho cô quá trời luôn. Dạ. Anh lúc nào cũng săn sóc con chu đáo như vậy hết á. Hai người quen lâu lại thương nhau như vậy á, sao không cưới nhau cho rồi? Dạ, con nghĩ chưa phải lúc. Con không muốn làm gánh nặng của anh. Thời bây giờ á, ít có ai á mà biết nghĩ cho nhau lắm á nghe. Cô á với cậu ấy á là hiếm thấy lắm đó. Con cảm ơn cô. Từ công ty qua đây á cũng đâu có xa lắm. Sao chung đi lâu vậy kìa? Ở đây nữa chứ. Có mấy cổ ở đó, lỡ thấy mình đi chung với Hải luôn thì bể chuyện hết. Ở đâu em? Bệnh viện lớn vậy, em không biết tìm ở đâu nữa. Nhưng mà chị em bị bệnh gì? Em cũng không biết nữa. Em thấy chị hay bị đau, mà mỗi lần hỏi chị không có nói. Bởi vì em đâu biết chị bệnh gì đâu. Thì cũng đâu có sao đâu, ấy em cứ gọi thử chỉ coi làm sao. Chứ bây giờ không gọi mình đâu biết chỗ nào mình thăm. Có vậy mà em cũng nghĩ ra. Hai chị đợi em chút nha. Bích Thi này mà ế hả? Bạn trai của tao vừa đi du học về và bây giờ đang làm giám đốc của một công ty lớn. Dẫn anh ra giới thiệu đi, không ngờ mày cũng giỏi thiệt á. Tao đâu có chịu thua tụi bay. Sao hả? Có chịu ra mắt chưa? Nghe mày nói hả, tụi tao cũng đang thắc mắc, không biết anh chàng đó như thế nào nè. Đâu có dễ như vậy. Bạn trai của tao là củ quý hiếm, đâu có mang đi ra lung tung vậy được. Bây giờ mày có chịu giới thiệu không? Nếu như mày không giới thiệu đó thì tụi tao sẽ nghĩ là mày đang nói xạo đó.
Ừ, có bạn trai thì cần gì phải sợ chứ. Tao đã nói rồi, bạn trai tao là giám đốc của một công ty lớn nên rất là bận, đâu phải là muốn hẹn là hẹn được. Bạn trai gì mà thời gian cho bạn gái cũng không có, vậy mà quen làm cái gì? Đúng rồi đó. Bởi vậy tụi bay cạn nghĩ lắm. Bạn trai của mình á biết lo cho sự nghiệp, không biết quý hả? Im lặng nha, để tiểu thư nói chuyện với người yêu nha. Alo, em nè. Em đang ở đâu mà ồn ào vậy? Dạ, em đang uống cà phê với bạn. Có chuyện gì không anh? À, anh có cô bạn vừa mới nhập viện, giờ anh bận quá không đi thăm được. Em ráng giúp anh qua thăm cổ giùm anh nha. Nhưng mà em đâu có biết chị đó là ai đâu. Thì em cứ cầm quà tới đó nói là anh gửi. Khi nào xong việc á anh sẽ qua sau nha, ráng giúp anh đi, anh bận quá. Dạ dạ em biết rồi. Ừ, khi nào tới thì gọi cho anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Ê, vụ gì vậy? Anh nói gì vậy? Dặn anh ra giới thiệu được không? Bây giờ tao với bạn trai tao đi chơi riêng rồi, không ở đây ngồi nói chuyện với hai đứa bay nữa. Gì kỳ vậy? Mày có coi tụi tao là bạn bè không vậy? Tự nhiên bỏ đi chơi riêng làm sao? Trời ơi, tao có khối thời gian cho hai đứa bay mà. Vậy nha, tao đi nha. Cái này là trọng sắc kinh bạn luôn nha. Thôi tao đi á. Thôi. Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết. Ủa, bác đâu rồi em? Mẹ em về dưới quê rồi. Mà bạn anh đâu? Nãy giờ anh chờ ngoài cổng mà không có thấy. Chắc là nó bị kẹt xe rồi. Sao anh không gọi cho anh ấy đi? Anh có gọi nó chứ, nhưng mà máy bận suốt à. Thôi kệ nó đi, khi nào nó tới á nó sẽ gọi. Sao em không nằm lại nghỉ đi, mà ngồi dậy làm gì? Nằm hoài cũng mệt, ngồi dậy một lát cho nó khỏe. Vậy à, anh lấy sữa cho em uống nha. Thôi đi anh, em còn no lắm, lúc nữa em uống ha. Hay là thôi em nằm đây đi, nằm nghỉ đi, để anh ra xem bạn anh tới chưa, sợ nó tới rồi mà không biết chỗ. Em nằm xuống đi. Dạ. Em tới bệnh viện rồi hả? Em đến bệnh viện rồi nè anh hai. Anh hai chỉ chỗ cho em đi. Anh cũng không biết cô nằm phòng nào nữa. Hả? Anh hai giỡn với em á hả? Thiệt mà, nhưng mà anh chỉ biết tên của cổ thôi à. Thế lại cổ vừa nhập viện khoa cấp cứu á. Em vô hỏi bác sĩ đi, chắc người ta chỉ được. Vậy anh hai cũng kêu em đi nữa. Thì cuối cùng mày chỉ tên gì? Băng Trinh. Được rồi, em sẽ cố gắng kiếm chị. Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Không có cảm ơn xuông gì đâu. Chờ em về đưa rèm tính sổ với anh. Băng Trinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Luân. Xem ở đây. Em đi thăm bạn của anh hai mà em tìm nãy giờ không có thấy. Anh Lê. Em gọi ai vậy? Dạ không chị. Em tưởng là gặp người quen, nhưng không phải, em nhìn nhầm. Vậy hả? Dạ. À, hai chị ơi, em nhớ rồi. Bác bảo vệ chị á, là mình phải đi ngang qua khu xét nghiệm, rồi qua khu siêu âm, rồi rẽ phải mới tới á. Trời ơi, vậy đi hướng nào? Em á, em chưa già mà em lẩm cẩm rồi, có vô đó giờ mới nhớ. Dạ, mình đi đi hai chị, hướng này nè. Đi. May quá. Anh nói gì may vậy? Anh nói là gặp em ở đây thật là may. Mà Thi nè. Dạ. Em đã tìm được gặp bạn của anh Trung chưa? Dạ chưa nữa. Anh hai nói với em á là chị mới nhập viện, em nên định đến phòng cấp cứu hỏi xem như thế nào. Bây giờ cũng còn sớm, hay là anh với em á đi kiếm chỗ nào đó nói chuyện nha. Xong rồi á, anh sẽ tìm phụ giúp em, được không? Tìm chỗ nói chuyện hả? Vậy á, mình ra quán cà phê trước bệnh viện nha. Không cần phải xa như vậy đâu. Hay là mình cũng canteen nha, nếu như em không ngại. Dạ không, em không có ngại. Em đi nha. Dạ. Mình tới khoa nhi rồi nè, giờ ở đâu nữa? Ủa, gì kỳ vậy? Mình đi thăm người lớn mà. Để em định hình lại coi đã. Trời ơi, thôi tìm người hỏi đi, chị mệt quá rồi. Dạ. Ý, cô y tá ra kìa. Ồ, hỏi cô y tá đi ha. Chị ơi, chị cho em hỏi này à. Cô cần tìm ai ạ? Dạ, em muốn hỏi là bệnh nhân bị bệnh thận ở trên mỏ khu nào chị? À, chị cứ đi thẳng rồi quẹo phải là tới à. Thẳng tới chỗ này là quẹo phải luôn chị dạ, hả? Dạ đúng rồi chị. Dạ, em cảm ơn chị. Không có gì ạ. Chỗ đó hồi nãy mình đi ngang rồi mà. Sao em chỉ ra đây? Vậy thôi mình đi. Em uống nước đi. Dạ. Anh Luân. Anh thấy là mình có duyên không? Em nói sao? Có duyên hả? Giống như hôm nay nè, em đâu có nghĩ vô đây được gặp anh đâu. Chẳng phải là mình có duyên sao? Chắc là vậy. Nếu như á mà em đến trễ một chút nha, hoặc là anh về sớm một chút, thì là mình đã không gặp nhau rồi. Em thấy đúng là có duyên thiệt á. Đúng rồi, cũng duyên ghê đó. Mà bác Hiệp có hay điện thoại về cho em không? Tình hình sức khỏe bác như thế nào rồi? Dạ có chứ. Tối nào ba cũng điện thoại về cho em hết. Ba mà không điện giờ là em giận ba luôn. Tình hình sức khỏe của ba thì ba nói là ba vẫn khỏe, nhưng mà em vẫn thấy lo lo làm sao á. Mà em mèo nheo với con nít quá à. Lỡ như bác Hiệp bên đó bận giao dịch hay làm ăn với ai, không có thời gian rảnh gọi điện cho em. Em mà giận bác như vậy á là không đúng đâu nha. Ba điện thoại gì cho em á đâu tốn nhiều thời gian đâu. Mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ xa ba như vậy. Lần này ba đi xa như vậy á, tất nhiên là phải buồn nhiều rồi. Mà nè, nếu như mày mốt quá em đi lấy chồng thì sao đây? Chẳng lẽ em kêu bác Hiệp đi theo em nữa hay sao? Anh nói gì? Lấy chồng hả? Ở chị, ở đây nè chị. Chị Trinh. Lê. Nghe chị nhập viện á, em hết hồn luôn á. Em lo quá trời lo, không biết chị bị cái gì nữa. Chị thấy sao rồi? Chị khỏe nhiều rồi. Dạ. Em chào chị. Tụi em có mua ít đồ gửi chị ăn cho mau khỏe. Dạ. Mấy chị đến thăm là em mừng lắm rồi. Mấy chị làm em ngại quá. Ngại gì đâu em. Em là chị của bé Lê, coi như là bạn bè vậy đó. Thôi mình cứ coi như chị em trong nhà đi. Dạ. Bỏ đồ lên. Em cảm ơn chị. Dạ. Lê nó còn trẻ con lắm, lên đây lạ nước lạ cái, lại cái gì cũng không rành hết.
Được ở chung với mấy chị vậy á, em thấy an tâm lắm. Giới thiệu với chị, đây là chị Xuyên với chị Nga, làm chung với em ở nhà máy á. Hai chị thương em lắm, chị yên tâm nha, ráng dưỡng bệnh nha chị. Ừ, chị biết rồi mà. Lê, lấy cam gọt cho chị ăn đi cưng. Dạ. Anh mà Lê nè, lúc nãy anh Luân có nói là anh ra đón bạn, mà chị thấy nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Chị đừng lo, chắc bạn anh chưa tới á, hay là sẵn tiền anh mua thuốc cái đồ ăn cho chị luôn rồi. Chị sốt ruột lắm, hay là em gọi cho anh thử đi Lê. Chị á nha, thương ảnh quá à. Mới xa có một chút xíu là thấy nhớ rồi đó. Đợi em tí, em ra gọi liền ha. Hai chị đây nha, em ra ngoài. Người ta còn nhỏ mà, tự nhiên anh nói chuyện chồng con chi vậy? À, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn, đúng không? Tuy nhiên bây giờ em còn nhỏ, nhưng cũng tới lúc em lớn mà. Anh chỉ hỏi chút gì thôi. Khi em lấy chồng sẽ khác chứ. Lúc đó nha, chồng em sẽ là bạn đời của em nè, sẽ bên cạnh em suốt, thì em sẽ bớt nhớ ba hơn. À, ý em á là muốn cuộc chặt anh ta lại, không cho anh ta ra khỏi nhà luôn chứ gì. Anh này, em nói là sẽ ở bên cạnh em suốt đời chứ bộ. Vậy anh nào lấy được em á, chắc là có phước lắm đây. Vì em cưng như trứng mỏng, lại chung thủy nữa chứ. Anh cũng nghĩ vậy thiệt hả? Anh suy đoán như vậy thôi. Anh là đàn ông, nên anh hiểu. Vì anh rất cần một người chung thủy mà. Bán cho 5 bịch cháo. Ủa, cậu này là bạn của cô Trinh mà, sao lại tiếp khách ở đây? Cám ngọt nè. Anh Luân nói á là bạn chưa có tới nên phải đợi thêm tí nữa. Vậy hả chị? Để em kêu hai chị về nha, chứ mất công anh Luân tới á là bể chuyện hết á. Hai chị ơi, mình về nha, còn tranh thủ nấu cơm rồi nghỉ ngơi nữa. Em không ở lại với chị em chút hả? Không sao đâu, mai em lại tới nữa mà. Lê nói đúng rồi đó, hay là Nga với Mỹ Xuyên về đi. Chắc là em còn nằm ở đây khá lâu, để Lê chạy qua chạy lại với em là được rồi. Ừ thôi, em nói vậy, vậy tụi chị về ha. Dạ. Ở đây ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn Mỹ Xuyên. Mình về hả chị? Ừ. Chị nghỉ ngơi nha, mai em lại tới, bây giờ em về. Nhớ ăn gan nha. Dạ. Chào chị, em về. Dạ, tìm mọi người quá. Ủa Lê, chị em á mới gặp lại nhau, với lại chị đang bệnh nữa. Sao em không ở lại chơi với chị một chút mà đòi về sớm quá vậy? Dạ, tại em sợ hai chị mệt nên tranh thủ về sớm. Vậy là không sao đâu, chiều mai em lại tới nữa mà. Ồ, nhưng mà chị của em mới nhập viện, bây giờ nằm một mình như vậy có ổn không? Không sao, mấy chị yên tâm đi, chị không có một mình đâu. Chị có chồng sắp cưới á, ảnh chăm sóc mà chị chu đáo lắm, từng ly từng tí một á. Dạ, diễm phúc quá rồi còn gì. Đúng rồi, có một người chồng nào mà chăm sóc mà thương yêu cho vợ mình như vậy là tốt phước lắm á. Chị nói vậy chị Nga? Đâu có gì đâu. Nói chuyện tự nhiên chị Nga đói bụng, thôi mình đi về nhà sớm đi, nấu cơm ăn. Dạ, đi. Không ngờ hôm nay em lại có một ngày vui vẻ vậy. Vậy hả? Thì em được nói chuyện với anh á, làm vui lắm rồi. Nói chuyện gì mà vui dữ, nói từ nãy giờ cũng chưa hết chuyện. Như vậy thì anh sẽ đến dài dài luôn à nha. Vợ sắp cưới đang nằm trên giường bệnh, còn anh ta thì lại đi tán tỉnh cô gái khác. Ôi, thời buổi bây giờ khó kiếm người chung thủy quá. Anh, hồi trước á, ba em không có cho em vô công ty. Bây giờ công ty có anh với anh hai á, thì khi nào em rảnh á, em đến đó được không? Không được đâu em. Em không tới đó được đâu. Ủa sao vậy? Có gì phiền hả anh? Không phải là phiền, mà là em cũng biết á, là anh với anh hai em á rất là bận. Anh sợ em tới đó tụi anh không có thời gian đón tiếp em.
Vậy hả? Với lại anh và anh hai em á không thích đón tiếp khách gia đình trong lúc làm việc. Vậy thì em sẽ không đến công ty nữa. Em sẽ hẹn hai anh ra ngoài khi nào hai anh rảnh nha. Ừ, vậy cũng được. Sao anh Lân đi lâu vậy không biết? Không biết ảnh có đoán được bạn chưa nữa. Ngồi lên chút cho nó mát mẻ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô đang trông cậu Luân lắm phải không? Dạ, vậy đâu có đâu. Giấu làm gì, nhìn là tôi biết liền. Có một chuyện tôi mới vừa gặp phải, không biết có nên nói với cô hay không nữa. Chuyện gì vậy cô? Thật lòng á, thì tôi cũng muốn nói đâu. Nhưng mà cái tính tôi xưa tới giờ á, không có thích thầy lai. Chuyện có ai á, kệ người đó. Không có muốn nói đi mà cũng không muốn nói lại. Nhưng mà ở đây á, là tôi thương cô lắm á. Nếu mà không nói cho cô biết á, thì sẽ thiệt thòi cô lắm á. Cô nói... Cậu Luân á, đang trò chuyện thân mật với một cô gái ở dưới căng tin đó. Họ nói chuyện vui vẻ lắm. Nói hả, không có dứt đó. Trời, lẽ nào... Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Còn chuyện ra sao chưa có biết rõ. Trong cái sắc mặt của cô kém lắm đó. Hay là để tôi xuống dưới gọi cậu Luân lên cho cô nha. Đừng cô, đừng cô. Con không sao đâu. Chắc con hơi mệt. Con nằm nghỉ chút xíu là khỏe nghe. Để tôi đợi cô nha. Khoan khoan từ từ nha. Nằm xuống. Đừng suy nghĩ nhiều nha. Kệ nó. Ngủ đi, ngủ đi. Ảnh có quyền có người yêu mới mà. Mình lấy quyền gì mà ghen chứ. Mình là đứa bệnh hoạn. Có lẽ anh đã chán cảnh này nên mới tìm đến người phụ nữ khác. Bộ có chuyện gì hả anh? À, anh vừa sực nhớ là mình có cái hẹn với khách hàng. Nhưng mà bây giờ gần tới giờ đi rồi. Ủa vậy hả? Thôi vậy anh đi nhanh đi, không để khách chờ. Nhưng còn em? Em đi về. Ủa, vậy em không đi gặp bạn anh Trung sao? Dù sao bây giờ cũng trễ rồi. Với lại em cũng có tìm nhưng mà không gặp chị. Thôi để mà anh hai em đến luôn. Vậy cũng được. Hay là bây giờ anh đưa em ra cổng, xong rồi anh đi gặp khách hàng luôn. Dạ. Sao tự nhiên bữa nay em thấy anh ga lăng quá vậy? Bài học cơ bản mà. Làm đàn ông á, ít ra cũng phải như vậy chứ. Anh thuộc bài quá ha. Nhưng mà em thích vậy á. Anh Luân nè, khi nào anh rảnh á, anh nhớ tới nhà em chơi nha. Em sẽ chiêu đãi cho anh thịnh soạn luôn. Em mới luyện thành công mấy món ăn độc chiêu lắm á. Nhất định anh sẽ đến. Chào em nha. Anh nhớ đến nha. Em đi về nha. Bye bye. Bye em. Thiều mến, quan tâm mình mà. Thật ra tình cảm của ảnh đối với mình là sao đây? Có lẽ ảnh vẫn yêu mình, nhưng anh ấy bắt đầu mệt mỏi rồi. Mình còn thấy chán nản bản thân mình, huống chi là ảnh. Trẻ khỏe, điển trai, mà bên ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh xắn, khỏe mạnh, đầy sức sống. Sao mình trách anh luôn được? Băng Trinh ơi, cô tự mâu thuẫn với mình rồi. Chẳng nhẽ
đó là sự bế tắc. Ổng chứ ai, gây thù chú quán có ngày này là đúng rồi á. Bán đời ổng, khỏi cứu luôn đi. Người đâu có thật là. Ê, tụi bay cười cái gì? Không cứu tao thôi rồi đứng đó cười nữa hả? Nè, nghe tao hỏi nè, tụi bay biết cái thằng mới chơi tao là thằng nào không hả? Tao hỏi lại một lần nữa nè, biết cái thằng mới chơi tao là thằng nào không? Sao không trả lời tao phan cái nón? Dạ 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 em không biết, em nghe anh la em mới chạy ra mà anh. Ê, mày đừng có nói với tao là mày đang che giấu thằng đó nha mày. Nha, tao mà biết mày che giấu nó là tao đuổi việc mày đó, nghe chưa? Dạ dạ, dạ em không biết thiệt mà. Mà hình như nó không phải người của công ty đâu anh à. Em thấy nó không mặc đồng phục của công ty. À, mày nói cũng có lý. Hồi nãy hình như nó đâu có bận đồng phục của công ty phải không? Dạ dạ dạ. Ê mà tao nghĩ là ở bên ngoài tao đâu có thù oán gì với ai đâu ta. Dạ 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 em hiểu. Nhưng mà thật sự á, nó không phải là người của công ty mà em không biết nó là ai nữa. Tại nó chạy nhanh quá em không nhìn rõ mặt nó anh à. Không nhìn rõ mặt phải không? Dạ dạ. Không dạ. Biết nó là ai phải không? Dạ 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 dạ. Rồi cái thứ vô dạ. Dụng biết tao quen anh. Dạ 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 anh đi. Ui cha, tao mà biết mày là thằng nào á nghe, tao xé xác mày á. Đáng đời cái thằng khốn kiếp. Tôi mà muốn giết ông hả? Tôi không có quánh bằng cái cây này đâu. Chỉ là giận mặt thôi. Duy, vậy đi, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Để em ngủ một chút nữa đi. Em có biết là Nga đang rất lo lắng cho em không? Mình là công nhân, nổi nóng như vậy là không có được, không có tốt, em biết không? Rõ ràng anh thấy thái độ của hắn mà. Kêu em nhịn làm sao em nhịn được? Mỗi lần nổi cáo thì em bỏ việc, như vậy là không có tốt. Em mặc kệ, thà là em nghỉ việc chứ phải gặp cái người như hắn em không có làm đâu. Có khi hả, em mà nhịn không được hả, còn lớn chuyện hơn nữa kìa. Dì à, em còn trẻ tuổi nên nông nổi. Nghe lời anh đi, ngày mai đi làm việc lại. Mình làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho hắn. Như vậy thì chỉ có thiệt thòi cho mình thôi. Giận lẫy là sảy cùi, em có biết không? Bây giờ mà em đi làm á, hắn đè đầu cởi cổ em. Này em nói nha, chuyện gì em cũng nghe anh, nhưng mà với chuyện này không bao giờ. Em quyết định bỏ việc luôn phải không? Rồi em sẽ làm gì giữa đất Sài Gòn này? Thì chuyện này từ từ em tính. Tóm lại bây giờ anh kêu em quay lại lại không có làm đâu. Chắc chắn phải có việc chứ. Chứ không người dân tứ xứ người ta đổ xô về Sài Gòn kiếm việc chi. Em sẽ tự đi tìm.
con, sốc nội, tính cách luôn hướng ngoại. Cậu này khó mà làm công nhân được. Có khi không khéo lại đua đòi rồi hư hỏng. Mình phải nhắc Nga mới được. Đình Trung, cố gắng nha. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cậu không buồn vì chuyện của anh Phú chứ? Anh yên tâm đi, em không có để tâm đến cái chuyện đó đâu. Em đến đây để đi làm, chứ không phải là đến đây để mà xuất phù quán vô người. Vì thì tốt lắm. Thật ra anh Phú anh ỷ mình là quản đốc, cho nên hay quát tháo mọi người làm mưa làm gió vậy thôi, chứ không làm gì được ai đâu. Cậu cứ yên tâm mà làm việc nha. Cũng may là trong xưởng của mình còn có một tổ trưởng biết quan tâm công nhân giống như anh. Mình đều là người làm công cả, ức hiếp nhau làm gì chứ. Thôi được rồi, làm việc đi nha. À, anh Mạnh ơi. Hả? Có chuyện gì? Em có chuyện muốn hỏi anh. Nói đi. Em mới lên đây, chưa rành trên này. Bây giờ em đang tìm một căn nhà trọ mà không biết tìm ở đâu. À, tưởng chuyện gì thì anh chưa nghe. Thế còn nói sớm. Được rồi, để tôi giúp cho. Cứ yên tâm mà làm việc nha. Dạ anh, cảm ơn anh nha. Em vô mới có mấy ngày à, mà suốt ngày cứ làm phiền mọi người, thấy ngại ghê á. Có gì đâu mà phiền chứ. Công nhân trong xưởng này á, cũng nhờ anh tìm chỗ trọ, cho nên bây giờ họ yên tâm mà làm việc. Em trông cậy vào anh hết đó. Có gì đâu chứ. Thôi đi làm tiếp à. À Mana, nếu cậu không phiền á, thì cứ đến chỗ trọ tôi mà ở. Ở đó có một người mới cưới vợ, dọn ra ngoài ở riêng rồi. Vậy bây giờ ở bên đó còn mình anh thôi hả? Không, còn một người nữa. Nhưng phòng của anh dư sức ở ba người mà. Cái gì thì tốt quá. Thôi được rồi, anh khỏi phải tìm chỗ khác đi. Em dọn qua ở cùng với bên anh luôn. Được rồi, phòng trọ anh luôn mở cửa. Cậu đến lúc nào cũng được. Em đến ngày chiều nay luôn đó. Thôi, cố gắng làm việc đi. Để anh Phú qua thấy đứng cái gì thì phiền lắm. Chắc có lẽ hôm qua anh ấy gặp chuyện gì không vui, cho nên hôm nay hay quát tháo mọi người. Cứ yên tâm nha, không có gì đâu. Cảm ơn anh nha. Đi làm đi. Cô Dung, cô Dung nghe về hả cô Dung? Hết việc thì về chứ ở đây làm gì? Ủa, mặt anh bị sao vậy? Ngày hôm qua bị té xe, mà cũng nhẹ thôi chứ không sao hết á. Mà cô Dung nói thiệt là đúng á ngang. Hết việc rồi thì về, chứ ở đây chán quá. Cô Dung đưa chìa khóa tôi dắt xe giùm cho. Anh dắt nhanh đi, dạ. Tôi có việc phải đi liền. Dạ có liền, có liền. Chỉ cần